Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Tập 11. Chương 101. Huyết y lâm môn. Đau nhức khi Lâm Động chui vào chỗ giao tiếp của hai cái thủy tinh ma bàn, một lực lượng thật lớn không thể kháng cự lập tức bao phủ lấy hắn dưới cái loại lực lượng đáng sợ này. Trong nháy mắt Lâm Động đã mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó, hắn có cảm giác thân hình bắt đầu vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Khi thân hình vỡ vụn văng khắp nơi thì một cảm giác đau nhức cũng lập tức kéo tới. Hai cái thủy tinh ma bàn dùng một tốc độ cố định, chậm rãi xoay tròn, dường như không có bất kỳ thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản chúng. Mà thân hình Lâm Động ở trong cái thủy tinh ma bàn này chỉ như con kiến hôi. Cảm giác đau nhức làm cho thân hình hắn co rúm lại, chỉ dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy, thân hình hắn đang nứt dần. Khi tự cảm nhận cái nỗi đau nhức này, Lâm Động mới hiểu vì sao mà khi Tiểu Điêu nghe nói hắn sẽ dùng cái cối xay tinh thần này để rèn luyện tinh thần lực, thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lạ nhìn hắn, hóa ra sự đau đớn này vô cùng ác liệt. Lâm Động cắn răng, cố gắng dùng tia thần trí cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để cho mình bị cơn đau nhức như hồng thủy bao phủ. Kaka, dưới sự giày vò như thế này, thân hình Lâm Động càng lúc càng nứt ra. Một lát sau, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, rồi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể tinh thần này của hắn đã bị cái cối xay kia nghiền nát. Trong khi thân hình Lâm Động tan vỡ, thì một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong hai cái thủy tinh ma bàn tuôn ra, sau đó hút những điểm sáng tinh thần kia lại. Một tia thần trí của Lâm Động lúc này đang phiêu đãng trong những điểm sáng tinh thần kia. Hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong thủy tinh ma bàn tuôn ra chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn, làm cho thần trí của hắn lại hội tụ trở lại. Vù vù. Ngày càng nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ, tinh thần lực của Lâm Động vốn đã bị nghiền nát bây giờ lại được phục hồi như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lâm Động cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nhưng mà không đợi cho hắn có thời gian cảm nhận sự kỳ diệu của cái cối xay tinh thần này, cái cảm giác đau nhức điên cuồng lại một lần nữa kéo tới. Thình thịch, bên ngoài thủy tinh ma bản, Tiểu Điêu nhìn thân thể tinh thần của Lâm Động lại một lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những thanh âm tấm tắc. Móng vuốt ôm ở trước ngực, tâm tình buồn chán bây giờ đã trở nên hứng thú nhiều hơn. Hắc hắc, Điêu gia đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này chịu đựng được mấy lần. Năm đó, khi nó đoạt được cái thạch phù này, nó cũng từng nếm trải nỗi đau này. Nghĩ tới cái sự đau đớn kia, hiện giờ lông tóc nó vẫn còn dựng đứng hết cả lên. Thứ này tuy rằng có thể tôi luyện tinh thần lực, nhưng mà người bình thường không thể chịu đựng được. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cái thủy tinh ma bản vẫn duy trì tốc độ xoay tròn chậm rãi cố định. Trong lúc nó xoay chuyển thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống, trực tiếp bao trùm lấy thân ảnh của thiếu niên. Ầm, ầm. Thanh âm rất nhỏ của thân thể tinh thần bị nghiền nát, vang lên quanh quẩn trong không gian hoang vu này. Chỉ là, mỗi khi thanh âm này vang lên, móng vuốt của Tiểu Điêu lại run nhẹ nhẹ. Cối xoay tinh thần chậm rãi xoay tròn, giống như một vòng tuần hoàn vô hình. Bên dưới cái cối xay này có một đạo thân ảnh, giống như một con kiến hôi đang dùng nghị lực và ý chí của bản thân để chống lại nỗi đau đớn, rèn luyện thân thể. Lần thứ 8. Chẳng biết từ lúc nào, sự cười cợt trong mắt Tiểu Điêu đã biến mất. Ánh mắt của nó đã có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trong cái cối xay kia. Nó có thể cảm giác được, người này thực ra đã là nỏ mạnh hết đà, đang dùng ý chí cố gắng duy trì mà thôi. Ầm. Lại một thanh âm giòn tan vang lên, sự cả kinh trong mắt của Tiểu Điêu càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. 10 lần, Lâm Động ngồi trong cái cối xay tinh thần, hưởng thụ đúng 10 lần bị nghiền nát, sau đó lại phục hồi, rồi lại nghiền nát. Tiểu tử này, đúng là có sự kiên trì. Tiểu Điêu buông móng vuốt ôm ở ngực, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này cũng có chút khác với người bình thường. Khi Tiểu Điêu còn đang cảm thán, thì một đạo thân ảnh gần như trong suốt từ trong cối xay tinh thần bay ra ngoài. Sau đó dừng lại trước mặt nó, thân ảnh này chính là Lâm Động hiện đang mang một khuôn mặt cực kỳ yếu ớt.
Hiện giờ tuy Lâm Động đã thoát khỏi cối say tinh thần, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được cái nỗi đau khủng khiếp trong đầu. Tiểu tử, rất tốt, lần đầu tiên mà có thể chịu đựng được 10 lần. Nhìn thấy Lâm Động cực kỳ suy yếu, Tiểu Điêu cười cười, nói. Lâm Động miễn cưỡng cười, tuy rằng hôm nay vô cùng suy yếu và uể oải, nhưng mà hắn có một cảm giác tinh thần lực hôm nay so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, đúng là nó có tác dụng không nhỏ. Hiện giờ ngươi đã ở trong trạng thái cực hạn không thích hợp để tu luyện, nên đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặt khác, Điêu gia ta cũng khuyên rằng ngươi nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực. Nó sẽ có hiệu quả vô cùng lớn đối với việc ngươi rèn luyện tinh thần lực, nếu không thì việc suy yếu quá cũng có khả năng bị thương, dễ lưu lại di chứng. Tiểu Điêu lười biếng nói, được, đa tạ. Lâm Động gật đầu, tuy rằng Tiểu Điêu này không rõ lai lịch, nhưng mà hắn cũng hiểu lời nói này tương đối chính xác. Tiểu Điêu khua móng vuốt, không nói thêm gì nữa, xoay người hóa thành một đạo hào mang biến mất trong bóng tối, mà Lâm Động thì cũng không ở lâu, tâm thần khẽ động, rời khỏi phiến không gian này. Trong phòng, Lâm Động mở hai mắt ra, một cảm giác mê muội lập tức từ trong đầu truyền ra, hắn lắc lắc đầu, cười một tiếng, tuy rằng tu luyện trong không gian của thạch phù không bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần lại là một sự tiêu hao cực lớn. Khẽ thở ra một hơi, Lâm Động lại quan sát Nê Hoàn Cung, chỉ thấy cái bản mệnh linh phù lúc này vô cùng lờ mờ. Nhưng mà hình thể của nó càng thực chất, chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi. Đúng thật là cần phải có linh dược điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua một phen rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động gật đầu, sau đó duỗi thắt lưng, mang theo sự mệt mỏi ngã người ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Động cũng tiến vào trong thạch phù không gian, sử dụng cối xay tinh thần rèn luyện tinh thần lực. Tuy nói việc này quá mức đau đớn, nhưng mà lại là con đường duy nhất giúp Lâm Động có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực. Về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, thứ đó mức hiếm thấy. Cho dù Lâm Động có tới phường hội ngầm trong Thanh Dương Trấn cũng chỉ kiếm được hai gốc nhị phẩm linh dược mà thôi, tóm lại là rất hiếm. Trong khi Lâm Động mất ăn mất ngủ tu luyện, 7 ngày đảo mắt đã qua. Trưa ngày thứ 7, tinh thần lực Lâm Động đã có sự tiến bộ không nhỏ, bản mệnh linh phù càng lúc càng thực chất. Đôi khi còn thấy một loại phù văn nhàn nhạt, nhưng mà muốn đặt chân vào nhị ấn phù sư thì vẫn còn chưa đủ. Đối với kết quả này, Lâm Động đã sớm có dự liệu, nếu như nhị ấn phù sư có thể dễ dàng đột phá như vậy thì phù sư đâu còn đáng giá nữa. Trong khi Lâm Động tu luyện thì Lâm Động cũng âm thầm chuyển một số tiểu bối ra ngoài, phòng ngừa biện pháp xấu nhất. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, bầu không khí trong Lâm gia càng lúc càng khẩn trương. Các thế lực khác trong Thanh Dương Trấn đều rang dõi mắt xem, đứng trước cái trường tai họa này họ chỉ thờ ơ lạnh nhạt quan sát. Trong khu rừng ở hậu sơn Lâm gia, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm từ từ mở ra, một cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt. Việc khống chế hóa thần châm này Lâm Động đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông, uy lực không mạnh tới mức làm cho người khác phải sợ hãi. 10 ngày, hóa thần châm chậm rãi biến mất, sắc mặt Lâm Động có chút nghiêm túc. Trong 10 ngày này hắn dựa vào cối xay tinh thần làm cho tinh thần lực tăng tiến không ít, nhưng mà vẫn chưa bước chân vào nhị ấn phù sư, dựa theo Lâm Động suy đoán, chắc phải mất tới 2 tháng mới có thể đột phá. Nhưng mà, thời gian bây giờ quá cấp bách, nếu như không bước chân được vào nhị ấn thì sẽ không phải là đối thủ của Ngụy Thông có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, thời gian cấp bách khiến hắn phải lo nghĩ rất nhiều. À, sau khi Lâm Động vừa thở dài, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động rất nhỏ, sắc mặt hắn khẽ biến, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, sau đó nhảy lên một ngọn cây. Tinh thần lực bộc phát bao trùm xung quanh, hai mắt hắn nhắm lại theo như Lâm Động biết thì ở cổng của Thanh Dương Trấn có một cỗ không khí màu đỏ đột nhiên hiện lên. Sau đó giống như cuồng phong cuốn tới hướng của Lâm gia, thanh thế kinh người. Huyết y môn. Nhìn đại đội nhân mã toàn mặc trang phục màu đỏ, Lâm Động nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng chúng cũng tới. Huyết y Lâm môn, tất cả mọi người ở Lâm gia ra đây nhận lấy cái chết.
Các bạn đang nghe truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 102: Đánh cuộc. Một tiếng quát vang lên như sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát ra, toàn bộ thôn trấn lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng, sau đó có vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng của Lâm gia. Huyết y môn cuối cùng cũng tới rồi. Lâm gia đúng là nhiều kiếp nạn, vừa mới diệt xong hai nhà Lôi Tạ, bây giờ lại gặp một đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần. Ai? Ở bên ngoài trang viên của Lâm gia, có một người mặc áo đỏ thẫm dẫn theo một đội nhân mã đem toàn bộ thôn trang vây chặt như nêm cối, sát khí tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình. Đứng đầu của đại đội nhân mã kia là một người một ngựa, người này thân thể cường tráng, da ngăm đen. Nhìn qua trông giống như một cái thiết tháp, hắn đứng đó làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông, không ai dám khinh thường hắn. Nam tử mặc một cái áo bào màu đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận hắn đang vui hay buồn, hai hàng lông mày đỏ tựa tỏa ra sát khí. Người này chính là môn chủ Huyết Y môn Ngụy Thông, ở Viêm Thành cũng có chút danh tiếng, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ở bên cạnh Ngụy Thông còn có một lão già gầy gõ, quanh thân hắn nguyên lực ba động như ẩn như hiện, chắc lão này chính là cung phụng cường giả của Huyết Y môn, có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Khặc khặc, Huyết Y môn ta tự mình tới cửa, một cái Lâm gia nho nhỏ như thế này mà lại dám đóng kín đại môn, chẳng nhẽ các ngươi cho rằng Huyết Y môn ta không dám huyết tẩy nơi này hay sao? Vị lão già mũi ưng kia, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm gia trang viên, cười quái dị nói, két. Người này vừa nói xong, đại môn đang đóng chặt chậm rãi mở ra, rất nhiều Lâm gia hộ vệ lao ra, sắc mặt khẩn trương nhìn đám nhân mã ở bên ngoài. Lão phu Lâm Chấn Thiên, gia chủ Lâm gia, tham kiến Ngụy Thông môn chủ. Lâm Chấn Thiên mang theo đám người Lâm Khiếu nối đuôi nhau kéo ra, hắn nhìn hồng bảo nam tử ở trên lưng ngựa, ôm quyền nói. Không nghĩ tới ở cái Thanh Dương trấn nho nhỏ này lại có một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ngụy Thông ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, chợt phất phất tay, nói, mục đích mà Huyết Y môn ta tới đây, Lâm gia các ngươi chắc cũng đã rõ. Cổ Ảnh chính là phó môn chủ Huyết Y môn, hắn lại chết trong tay Lâm gia của các ngươi, nợ máu trả bằng máu, ngươi chắc cũng biết nên làm. Thế nào rồi chứ? Lâm Chấn Thiên thần sắc hơi đổi, cắn răng nói, Ngụy Thông môn chủ, khi đó Lâm gia ta và hai nhà Lôi Tạ đang tranh đấu. Cổ Ảnh phó môn chủ tự dưng lại nhúng tay vào, cho nên mới có kết quả như vậy. Ta tới nơi này không phải để nghe trình bày. Ngụy Thông lãnh đạm nói, ánh mắt hắn có chút âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, nói, ta nói rồi, ta tới đây để giúp hắn báo thù, cho nên không cần nói lý do. Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng trong sự bình thản đó còn mang theo một sự liều lĩnh và khí phách, mà đối với điều này, Lâm gia tất nhiên là không cam lòng, tuy tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng nói, Ngụy Thông môn chủ, vậy thì nói thẳng đi, đến tột cùng người muốn Lâm gia ta như thế nào mới có thể hóa giải điều này. Huyết Y môn Hương Sư Động kéo tới, nhưng mà chỉ vây trang, không lập tức ra tay, bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ. Lâm Chấn Thiên cũng là người tinh nhanh, cho nên lập tức đoán ra Huyết Y môn muốn triển khai công phu sư tử ngoạm mà thôi. Người đúng là người hiểu lý lẽ. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, Ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng nhờn của hắn hiện ra làm cho người khác giật cả mình. Đem Thiết Mộc Trang cùng với hung thủ sát hại Cổ Ảnh giao ra đây, đồng thời Lâm gia các ngươi đầu nhập vào Huyết Y môn, việc Cổ Ảnh ta có thể bỏ qua. Nghe thấy Ngụy Thông nói thế, trong lòng đám người Lâm Chấn Thiên đều trầm xuống. Tuy rằng họ đã sớm đoán ra Huyết Y môn kiểu gì cũng triển khai công phu sư tử ngoạm, nhưng mà bọn còn đánh giá thấp khẩu vị của đám người này. Ngụy Thông môn chủ, chẳng lẽ không thể rộng rãi hơn một chút hay sao? Lâm Chấn Thiên khàn khàn nói. Hắc hắc, Lâm Chấn Thiên, người cũng không nên quá đáng. Môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy Lâm gia người, đã là vô cùng rộng rãi rồi. Người còn ở nơi này nhiều lời, cẩn thận không thì chúng ta sẽ không tha cho cả gà chó trong Lâm gia các ngươi đâu.
Lão già đứng bên cạnh Lâm Chấn Thiên dùng tham âm sắc bén nói: "Không phải các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy Lâm gia ta, mà là các ngươi cũng hiểu, mặc dù các ngươi có thể làm được điều này, nhưng huyết y môn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ." Sau khi lão già kia vừa nói xong, một giọng nói cũng lập tức vang lên. Một thân ảnh bay từ trong Lâm gia ra ngoài, đứng trên tường viện, người này chính là Lâm Động, người chính là tên tiểu tử giết Cổ Ảnh. Khi Lâm Động hiện thân, ánh mắt Ngụy Thông cũng dính chặt vào người hắn, hai mắt híp lại, hàn quang lưu động, chậm rãi nói: "Người quá đề cao Lâm gia của mình rồi. Ngụy Thông môn chủ, ta tin rằng người cũng hiểu, nếu như các ngươi động thủ, Lâm gia ta tất sẽ bị diệt. Nhưng mà ít nhất vị lão tiên sinh bên cạnh ngươi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Viêm Thành cạnh tranh không nhỏ, nếu như liên tiếp mất đi hai vị phụ tá đắc lực, ta nghĩ đây sẽ là một đả kích cực lớn với huyết y môn." Lâm Động nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, có chút suy nghĩ nói: "Ngươi..." Nghe thấy Lâm Động nói vậy, lão giả kia giận tím mặt, vừa muốn gầm lên, Ngụy Thông đã phất phất tay, ngăn hắn lại. Chợt cười lạnh nói: "Tiểu tử, theo như ngươi nói thì huyết y môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi hay sao? Huyết y môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta, đương nhiên có thể làm được, thế nhưng cần phải trả một giá cao." Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc cũng hiểu rõ. Nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay, thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ rồi. Lâm Động nhìn thẳng vào Ngụy Thông, nói: "À." Ngụy Thông ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sự âm lãnh xẹt qua trong mắt, chân của hắn điểm lên lưng ngựa một cái, thân hình giống như mũi tên, nhanh như tia chớp bắn về phía trước. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết Cổ Ảnh là có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta đúng không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước." Hành động của Lâm Động đúng là đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai ngờ vị môn chủ huyết y môn này lại ra tay với một thiếu niên. Lâm Chấn Thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên. Nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản, thì lão giả đứng bên cạnh Ngụy Thông đã xuất hiện ở trước mặt, ngăn hắn lại. Choang choang, biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút đao kiếm. Bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, đánh nhau tới nơi. Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hung hãn lao tới, phản ứng của người này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải là đối thủ của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cho nên, khi Ngụy Thông lao tới, thân hình Lâm Động cũng lập tức lùi lại, mấy đạo hắc mang trong tay áo hắn bay ra, phiêu phủ dưới chân Lâm Động. Hắn điểm chân một cái bay vút lên bầu trời. Đứng giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này không ít người đều ổ lên. Ngự không mà đi, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được. Lâm Động nhảy lên giữa không trung, dễ dàng tránh thoát khỏi sự tấn công của Ngụy Thông. Ngụy Thông bây giờ mới hiểu vì sao Lâm Động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình. Với chiêu thức này đúng là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Đám người Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Động sử dụng phương thức này khiến cho Ngụy Thông bó tay, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lâm Động thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên một ngọn cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thông, nói: "Ngụy Thông môn chủ, huyết y môn nếu như muốn diệt Lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn, sau đó âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó huyết y môn ngươi sẽ không được bình an đâu. Ngươi uy hiếp ta?" Ngụy Thông giận dữ cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp, hơn nữa làm cho hắn bực hơn là hắn. Không cách nào ngăn cản được Lâm Động, ở độ tuổi này mà có thể đánh chết Cổ Ảnh, đủ để nói rõ tiềm lực của người này. Có một đối thủ kiểu này thì phải giết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại huyết y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia. Bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Động. "Ngụy Thông môn chủ, không biết người có dám đánh cuộc với ta không?" Lâm Động đột nhiên nói. "Đánh cuộc gì?" Ngụy Thông hai mắt híp lại, cười lạnh nói. "3 tháng nữa ta với người tiến hành sinh tử quyết chiến. Nếu như người thắng, không chỉ Thiết Mộc Trang giao cho ngươi mà Lâm gia ta cũng chắp tay xưng thần. Còn nếu như ta thắng, việc Cổ Ảnh bỏ qua, được không?" Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người sợ hãi,
Ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Nhưng mà họ không mở miệng nói gì. Nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống, Thiết Mộc Trang chắc chắn sẽ mất, Lâm gia cũng sẽ xong đời. Có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là chuyện tốt. Về phần Lâm Động có thể đánh bại Ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ. Ngươi muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết chiến. Ngụy Thông cũng kinh ngạc với cái kiểu đánh cuộc này. Lâm Động tuy đã đánh chết Cổ Ảnh, nhưng mà hắn khác với Cổ Ảnh, thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn được. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn có thể tương đương với tam ấn phù sư. Tam ấn phù sư, nhân vật có thực lực bực này cho dù ở Viêm Thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn tuyệt đối không tin 10, Lâm Động có thể đạt tới trình độ này. Không biết Ngụy Thông môn chủ có dám nhận không? Lâm Động cười nói. Tiểu tử, ngươi đang muốn kéo dài thời gian phải không? Ngụy Thông cười lạnh nói. Lâm Động từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, nói, có hai sự lựa chọn, một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta, thì không những có Thiết Mộc Trang mà Lâm gia còn thần phục ngươi, còn một nữa chọn nữa là bây giờ động thủ, ta với các ngươi chém giết một hồi, sau đó ta sẽ trốn đi. Nghe thấy hai chữ cuối cùng, da mặt Ngụy Thông co lại, đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng lại bị Lâm Động nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn làm cho Ngụy Thông nghẹn họng. Đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi diệt Lâm gia, nhưng hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt là con độc xà này có tiềm lực cực cao, điều này sẽ khiến cho cuộc sống sau này của hắn khó có thể bình an. Nếu như muốn giết phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc mình có thể giết được Lâm Động. Ánh mắt Ngụy Thông đang lóe lên, trong lòng đang suy nghĩ được mất. Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Lựa chọn của hắn có thể khiến cho hôm nay máu chảy thành sông, hoặc là tất cả bình an. Ngụy Thông môn chủ, nghĩ xong chưa? Sau một lúc lâu, Lâm Động nhẹ giọng nói. Ngụy Thông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút âm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt cười nhạt, thân hình khẽ động, bay về lưng ngựa. Được, ta chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng mà 3 tháng quá lâu, ta cho ngươi 2 tháng, sau 2 tháng ta sẽ chờ ngươi trên giác đấu trường ở Viêm Thành, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lâm gia ngươi không được rời khỏi Thanh Dương Trấn, thám tử của Huyết Y Môn ta sẽ giám sát chặt chẽ, một khi các ngươi rời đi ta sẽ huyết tẩy Lâm gia. Đi, Ngụy Thông nói xong quay đầu ngựa, phóng ra ngoài Thanh Dương Trấn, nhân mã của Huyết Y Môn cũng theo đó hóa thành một dòng nước lũ, un đuổi theo. Đứng ở trên ngọn cây, Lâm Động nhìn đám người của Huyết Y Môn rời đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. 2 tháng, trong 2 tháng này, hắn phải đạt tới nhị ấn phù sư, nếu không thì Lâm gia sẽ phải chịu họa lớn. Các bạn đang nghe truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 103, tạm thời ly biệt. Bên ngoài Thanh Dương Trấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng rút lui, để lại một đám bụi vàng. Môn chủ, tiểu tử kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cần gì phải đồng ý đánh cuộc với hắn. Ở phía trước đạo nhân mã này, lão giả gầy gò có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thôn trang phía sau, quay đầu nhìn Ngụy Thông nói. Thực lực của Lâm gia có chút ngoài dự liệu của ta, một vị tiểu nguyên đan cảnh. Hơn nữa còn có một phù sư trẻ tuổi có khả năng đạt tới nhị ấn. Nếu như bọn họ liều mạng thì mặc dù Huyết Y Môn ta có thể diệt Lâm gia, nhưng cũng phải mất một cái giá không nhỏ. Ngụy Thông sắc mặt lạnh lùng, âm trầm nói. Hiện giờ Huyết Y Môn ta đang cùng với đám gia hỏa Thiết Sơn Bang tranh đoạt địa bàn. Nếu như bây giờ mà có tổn thất lớn ở đây, vậy thì không đáng. Trong 2 tháng này ta sẽ đem đám Thiết Sơn Bang hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó, Lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao? Với lại, tên tiểu tử kia phải giết cho bằng được, nếu không thì hậu hoạn vô cùng, nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi. Ta có thể đánh bại hắn nhưng mà hắn cũng có khả năng chạy trốn, vạn nhất đúng như lời hắn nói, hắn tìm một nơi âm thầm tu luyện, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tương đối khó khăn. Tiểu tử kia cũng hiểu điều này, cho nên mới dám đề nghị đánh cuộc với ta.
Vị cường giả cung phụng kia cau mày nói, nhưng mà môn chủ không sợ đêm dài lắm mộng hay sao? Nếu như mà hắn chạy thoát thì biết đâu, đêm dài mộng sẽ nhiều hơn. Hàn mang trong mắt Ngụy Thông lóe lên, một lát sau hắn cười lạnh nói, không cần lo lắng, đến lúc quyết đấu. Giác đấu trường không phải là nơi có thể thi triển tinh thần lực chạy trốn, không có cái trợ lực này chắc chắn hắn phải chết. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết, chuyện Lâm gia và Thiết Mộc Trang sẽ đơn giản như lật bàn tay. Môn chủ anh minh. Nghe vậy, lão giả kia cũng cười nói. Ngụy Thông cười, không nói thêm gì nữa, dương roi ngựa, mang theo đại đội nhân mã, chạy về Viêm Thành. Động Nhi, cháu có nắm chắc 2 tháng sau đánh bại Ngụy Thông không? Trong một gian phòng của Lâm gia, tất cả mọi người đang nhìn vào thiếu niên. Lâm Chấn Thiên thoáng có chút lo lắng nói, dù sao cũng phải thử xem. Lâm Động cũng không đưa ra một đáp án khẳng định, cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn không phải là một tiểu nhân vật gì. Ai, cháu làm rất tốt, nếu không thì hôm nay Lâm gia chúng ta sẽ không thoát khỏi độc thủ đâu. Lâm Chấn Thiên cười khổ thở dài một hơi, hôm nay Huyết Y Môn Hưng Sư Động chúng kéo đến, nếu không phải hôm nay hắn đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, thì việc Lâm Động đánh chết Cổ Ảnh sẽ không bằng 2-3 câu nói 3 hoa mà giải quyết được, trường đổ máu chắc chắn sẽ diễn ra. 2 tháng, Lâm Khiếu ở bên cạnh đám người cũng âm thầm thở dài, sắc mặt phức tạp. Trong 2 tháng này ta sẽ đình chỉ tu luyện, tận lực ngưng luyện 2 viên thuần nguyên đan cho Động Nhi. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một hồi, nói, thuần nguyên đan. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói thế, đám người Lâm Khiếu cũng cảm thấy kinh hãi. Thuần nguyên đan chính là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh ngưng tụ nguyên lực tinh thuần trong cơ thể mình tạo thành. So với các loại đan dược thông thường có hiệu quả hơn gấp bội, vì vậy mới có tên là thuần nguyên đan. Thứ này, đối với tu luyện có tác dụng cực lớn, còn hơn dương nguyên đan không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, ngưng tụ thuần nguyên đan phải là cường giả nguyên đan cảnh, với lại việc áp xúc nguyên lực thành đan cần một thời gian không phải là ngắn. Lâm Chấn Thiên với thực lực tiểu nguyên đan cảnh muốn ngưng tụ ra 1 viên thuần nguyên đan ít nhất cũng phải cần 1 tháng thời gian. Hơn nữa trong vòng 1 tháng này hiệu quả tu luyện sẽ cực kỳ ít, dù sao đã tập trung hấp nạp nguyên lực áp xúc thành đan, thì còn nguyên lực đâu mà tu luyện. Tuy việc ngưng tụ thuần nguyên đan phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà thuần nguyên đan có tác dụng cực lớn với việc tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Ngưng tụ 1 viên thuần nguyên đan phải mất tới 1 tháng, cho dù người sử dụng không hoàn toàn hấp thu được dược lực của nó thì cũng bằng cả 10 ngày khổ tu. Bởi vậy giá của thuần nguyên đan vô cùng cao, có người nói nếu so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì là 1 so với 100, nói cách khác. 1 viên thuần nguyên đan có trị giá bằng 1.000 viên dương nguyên thạch, đây chính là sản lượng khai thác dương nguyên thạch trong vòng nửa tháng của Lâm gia. Nhưng mà bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không vì việc gì gấp gáp cường giả nguyên đan cảnh sẽ không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực bản thân để ngưng tụ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám người Lâm Khiếu kinh ngạc, uổng phí 2 tháng tu luyện không tính là cái gì, ta mới tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, muốn đạt tới tiểu viên mãn chắc cũng phải mất cả năm. Đã như vậy không bằng trợ giúp Động Nhi một tay. Tiềm lực của nó lão giả như ta không thể nào sánh bằng. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo, nói. Nhìn khuôn mặt của lão nhân, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp. Hắn lắc đầu, cười nói. Ra ra, không cần, 2 tháng này cháu sẽ tới Viêm Thành. Đến Viêm Thành. Nghe vậy, đám người Lâm Chấn Thiên nhất thời ngẩn ra. Đúng. Lâm Động gật đầu, cái hắn cần bây giờ rất nhiều. Tu rằng sử dụng cối xay tinh thần có hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng hắn lại thiếu linh dược khôi phục tinh thần lực. Loại linh dược này hiếm vô cùng, ở Thanh Dương Trấn khó mà có được, cho nên hắn chỉ có cách đi tới Viêm Thành, ở nơi đó chỉ cần có tiền là có thể có được những thứ mình cần. Linh dược, tinh thần bí kỹ, công pháp bí tịch, đẳng cấp võ học, đương nhiên, cái quan trọng là dương nguyên đan ở trong túi anh phải có nhiều. Nhắc tới dương nguyên đan thì Lâm Động không khỏi thỏa mãn, mấy hôm nay hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, dù sao bản thân hắn cũng phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch. Hơn nữa thạch phù lại có hiệu suất tinh luyện cực tốt,
muốn thành phú ông không phải là việc khó khăn. Đương nhiên việc dính tới Thạch Phù thì hắn không nói cho đám người Lâm Khiếu biết. Hiện giờ Lâm Động tuy nói có thiên phú tinh thần lực, nhưng mà tinh thần bí kỹ thì hắn mới chỉ có hóa thần châm lấy được từ trên người Cổ Ảnh, về phần công pháp bí tịch lại càng ít. Thanh Nguyên Công hiện giờ đã không còn đáp ứng được nhu cầu luyện tập của hắn, mấy thứ này cần phải thay đổi. Thanh Dương Chấn này đã không còn khả năng đáp ứng được nữa rồi. Cháu làm việc tương đối có chừng mực, muốn đi Viêm Thành chắc có dự định của mình, lão đầu như ta cũng không nói gì. Nhưng mà phải nhớ, Viêm Thành không phải là nơi Thanh Dương Chấn có thể so sánh, phải cẩn thận, cháu định khi nào khởi hành. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một hồi, không phản đối, nói. Ngày mai cháu sẽ đi, dù sao cũng chỉ có 2 tháng. Lâm Động cười nói. Được. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái càn khôn đại cấp thấp, bởi vì có mỏ dương nguyên thạch nên trong tay những người của Lâm gia cũng bắt đầu có những thứ tương đối cao cấp. Trong này có 100 viên dương nguyên đan, chính là tài sản mà gia tộc chúng ta tích lũy được trong thời gian vừa qua. Cháu cầm lấy, tới Viêm Thành mà không có dương nguyên đan thì không làm gì được. Nhìn vậy lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới, mắt Lâm Động cay cay. 100 viên dương nguyên đan này đối với Lâm gia mà nói chính là một khoản tài phú cực lớn, nếu như trước đây thì nó có giá trị bằng cả tài sản của gia tộc. Gia gia, yên tâm đi, cháu sẽ không để cho Lâm gia bị hủy ở trong tay Huyết Y Môn. Tuy Lâm Động tư tàng cực kỳ phong phú, nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự. Tuyệt, nếu không thì đám người Lâm Chấn Thiên sẽ không để cho hắn tới Viêm Thành, cho nên lập tức tiếp nhận, nhẹ giọng nói. Lâm Chấn Thiên cười cười, vỗ vai Lâm Động, đột nhiên nói, không nên tự đặt gánh nặng cho mình. Nhớ kỹ nếu như trong vòng 2 tháng tới cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của Ngụy Thông thì không phải đi tham gia đánh cuộc làm gì, khí phách nhất thời không phải là anh hùng. Lâm Động yên lặng gật đầu, song quyền trong tay áo cũng chậm rãi nắm chặt, nếu hắn có chuyện gì thì Lâm gia sẽ gặp phải họa lớn ngay. Trong khoảng thời gian vừa qua, Lâm gia chúng ta cũng có xây dựng một số cứ điểm ở Viêm Thành, nếu như có vấn đề thì cháu cứ tới đó, tối nay Lâm Khiếu sẽ nói cho cháu biết. Sau 2 tháng, chúng ta cũng sẽ đến giác đấu trường ở Viêm Thành, vẫn chỉ nhắc cháu một câu, không nắm chắc thì đứng tới, chỉ cần người còn sống thì sau này mới báo thù được. Thấy lão nhân trở nên lải nhải, Lâm Động cũng yên tĩnh lắng nghe, cho tới lúc lão nhân có chút uể oải phất tay, bọn họ mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, ở đại môn của Lâm gia, Lâm Động dắt theo một con ngựa đứng đó. Chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ ai, cho dù là Tiểu Viêm. Hắn để nó lại trong Thanh Dương Trấn. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn có phiền phức gì quấy nhiễu việc hắn tu luyện. Lâm Động ca, huynh phải cẩn thận đấy. Ở bên cạnh Lâm Động, hai mắt Thanh Đàn đỏ lên, nhẹ giọng nói. Lâm Động cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đứng ở cửa, cười nói, ra ra, phụ thân, 2 tháng sau gặp lại. Nói xong, hắn cũng không dài dòng làm gì nữa, trực tiếp tung mình nhảy lên ngựa, dương roi, sau đó hóa thành một luồng bụi vàng, rời khỏi Thanh Dương Chấn. Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên kia dần biến mất, đám người Lâm Chấn Thiên lại thở dài một hơi. Tới lúc này họ cũng chỉ biết cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng trong 2 tháng Lâm Động có tiến bộ đủ để chống lại Ngụy Thông. Các bạn đang nghe truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 104, phòng đấu giá Vạn Kim. Khi Lâm Động chạy tới Viêm Thành đã là xế chiều. Cũng may là sau khi vào thành hắn tìm được một khách điếm tương đối yên tĩnh nghỉ chân. Đồng thời nhân tiện hỏi thăm một chút về tình hình trong Viêm Thành. Dù sao hắn cũng mới đến đây, có rất nhiều thứ không biết. Vào trong phòng mình, Lâm Động ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, vừa nãy hắn lại vào trong tinh thần không gian, sử dụng cối xay tinh thần rèn luyện tinh thần lực một phen. Cái loại đau nhức này mặc dù đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lâm Động từ trong càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc có một viên đan hoàn màu trắng nhạt, đây chính là đan hoàn do hắn sử dụng linh dược. Ở Thanh Dương Trấn luyện thành,
mặc dù có một chút công hiệu khôi phục tinh thần lực, nhưng mà do đã sử dụng nhiều nên chỉ còn lại có một viên. Xem ra ngày mai phải tới phòng đấu giá Vạn Kim xem có linh dược khôi phục tinh thần lực nào không. Nhìn viên đan hoàn duy nhất, Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Linh dược bình thường không có hiệu quả mấy đối với việc khôi phục tinh thần lực. Mà linh dược khôi phục tinh thần lực lại tương đối hiếm thấy. Hắn tìm khắp Thanh Dương Trấn cũng chỉ có được một gốc mà thôi. Hơn nữa phẩm chất không được cao cho lắm. Phòng đấu giá Vạn Kim mà Lâm Động nhắc tới chính là một phòng đấu giá lớn nhất ở Viêm Thành. Phòng đấu giá này thuộc sở hữu của Vạn Kim Thương Hội. Một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, quy mô và danh tiếng của nó vượt xa so với giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn. Ở nơi đó chắc chắn có một số linh dược mà hắn muốn tìm. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ngả đầu ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Lâm Động dậy thật sớm, thu dọn hành lý một chút sau đó ra khỏi khách sạn, tiến về vị trí của phòng đấu giá Vạn Kim ở trung tâm thành. Phòng đấu giá Vạn Kim không chỉ có ở Viêm Thành, mà còn có cả ở Thiên Đô quận, danh tiếng của nó không nhỏ. Sau khi Lâm Động đi một lúc đã tới được tới bên ngoài phòng đấu giá Vạn Kim. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng đấu giá Vạn Kim, Lâm Động cảm nhận được cái gì gọi là khí thế hào hùng. Nếu đem giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn so với nơi này quả thực không đáng là gì cả. Bên ngoài phòng đấu giá Vạn Kim người đi ra đi vào đông như kiến. Khí thế đáng sợ như thế này chỉ có hoạt động săn bắn của Thanh Dương Trấn mới miễn cưỡng có thể so sánh. Lâm Động đứng ở ngoài phòng đấu giá, xoa xoa khuôn mặt cố gắng làm cho mình không quá mức nhà quê. Sau đó tự giễu một tiếng, xâm nhập vào trong dòng người, bước vào trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá Vạn Kim chia thành hai khu trong ngoài. Bên ngoài diện tích lớn nhất nhưng những thứ giao dịch lại không quá mức quý trọng. Bởi vì đại đa số đồ tốt đều được đấu giá ở bên trong. Đương nhiên, muốn mua được một số thứ thì số lượng tiền bỏ ra cũng không ít. Lâm Động đi một vòng quanh bên ngoài phòng đấu giá, ở nơi này tứ phẩm linh dược cũng không được coi là hiếm. Còn về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, Lâm Động cũng nhìn thấy một chút, nhưng mà chỉ ở trình độ tam phẩm mà thôi. Nếu như trước kia, loại tam phẩm linh dược này Lâm Động cũng có thể sử dụng, nhưng mà hiện giờ thời gian quá cấp bách. Mục đích của hắn là phải làm sao đạt tới nhị ấn phù sư một cách nhanh nhất, cho nên linh dược mà hắn lựa chọn cũng phải là loại tốt nhất. Sau khi đi dạo một vòng, hắn không phát hiện ra linh dược gì làm hắn động tâm, cho nên hắn đành phải tiến vào khu bên trong. Sau khi bước tới cửa vào khu bên trong, Lâm Động bị thị vệ ngăn lại, sau khi nghe nói là muốn vào bên trong phải nộp 10 viên dương nguyên thạch làm phí, thì khuôn mặt hắn đen sạm. Vạn Kim Thương Hội này đúng là hắc điếm mà. Sau khi mắng ở trong lòng một tiếng, Lâm Động đành phải nộp 10 viên dương nguyên thạch, đám thị vệ ngăn cản lúc này mới thối lui. Khi Lâm Động định tiến vào thì ở phía sau vang lên sự ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Động có chút ngạc nhiên quay đầu, thấy ở một con đường đối diện có mấy thân ảnh xuất hiện, những người xung quanh đang chăm chú nhìn vào. Trong mấy người kia có một thiếu nữ mặc váy đỏ, vô cùng hấp dẫn. Da thịt trắng nõn như tuyết, gương mặt hoa đào, ung dung sang trọng, những đường cong đầy áp, dáng người yêu nhã, khiến cho người khác mê muội. Ở bên cạnh nàng có một nữ tử mặc áo xanh cao gầy, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp kia có chút lãnh đạm. Cũng mang một chút non nớt, tạo nên một khí chất đặc biệt của riêng nàng, trông nàng còn hơn Tạ Doanh Doanh của Tạ gia một bậc. Hai cô gái đều có thể coi là cực phẩm. Lại đi cùng với nhau nên trông như một đôi hoa tỉ muội. Các càng xuất hiện không muốn người khác chú ý cũng khó. Mấy người xung quanh ai nấy cũng có đôi mắt nóng như lửa, nhưng lại ẩn chứa sự kính trọng. Thân phận của hai cô gái này chắc chắn không bình thường. Giải thích hoa tỉ muội là hai chị em xinh đẹp như hoa. Hết giải thích. Tố tổng quản và tiểu thư càng ngày càng đẹp, trông hai người y như hai tỉ muội. Hắc hắc. Không biết sau này nam nhân nào chiếm được tiện nghi, view vật như thế này, quả thực. Ngươi muốn chết à? Thủ đoạn của tố tổng quản ngươi chẳng lẽ không biết? Nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi. Thấy hai tên thị vệ đang bàn luận xôn xao, trong lòng Lâm Động cũng chợt nghĩ, chắc đây là người của Vạn Kim Thương Hội. Hắn đảo mắt quét qua hai cô gái này, sau đó thu hồi tầm nhìn. Đối với thân phận của hai nàng, hắn không có hứng thú. Hiện giờ hắn quan tâm nhất đó chính là linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực,
cho nên hắn không dừng lại mà xoay người đi vào trong phòng đấu giá. Khi Lâm Động tiến vào bên trong phòng đấu giá, trong phòng đã có không ít người, hắn hơi trầm ngâm. Từ trong càn khôn đại lấy ra một cái nón, đội ở trên đầu, sau đó mới tìm một vị trí ở giữa ngồi xuống. Tuy nói đây không phải Thanh Dương Trấn, chắc không mấy ai nhận ra hắn, nhưng mà đội vào cũng chẳng sao, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Khi Lâm Động ngồi xuống, phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mà hắn cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh đợi hội đấu giá bắt đầu. Sau khi hắn nhắm mắt dưỡng thần không lâu, thanh âm ồn ã lại vang lên, lúc này Lâm Động không cần quay đầu lại cũng biết. Tình hình này chắc chắn là do hai cô gái kia tạo nên, hắn cũng không định quay đầu lại, nhưng mà đột nhiên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung lại rung lên. Phát hiện này làm cho Lâm Động hơi kinh hãi, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua hai cô gái, cuối cùng dừng lại trên người của một lão già áo xám, hóa ra là tiên. Nhìn vị lão già áo xám kia, Lâm Động mới biết người này không phải ai khác, mà chính là Nham Đại Sư. Người đã giao ba tầng đầu của thần động thiên cho hắn, mà tinh thần ba động lúc trước chắc chắn là do hai người đều đã tu luyện qua thần động thiên. Lâm Động nhìn chằm chằm vào lão già áo xám, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng không dự tính bước tới, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hắn đã nhận một lần ân tình của vị Nham Đại Sư kia, nhưng mà bởi vì trong người hắn còn có thạch phù thần bí, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. À, khi Lâm Động thu hồi ánh mắt, vị lão già áo xám kia cũng kinh dị a một tiếng, ánh mắt đảo qua vô số người trong phòng đấu giá. Lão cũng cảm thấy một tia tinh thần lực dị động, nhưng sau khi dò xét một phen lại không thấy gì, cho nên trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nham Đại Sư, làm sao vậy? Vị nữ tử mặc áo sườn xám màu đỏ kia thấy thế cũng có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Lão già áo xám lắc đầu, cho rằng cảm nhận lúc trước chỉ là ảo giác, khoát tay áo, nói, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ. Đối với vị Nham Đại Sư này, nữ tử kia mặc dù có địa vị không thấp ở Vạn Kim Thương Hội, nhưng vẫn kính trọng lão, lập tức gật đầu cười, đi trước dẫn đường bước vào trong phòng đấu giá. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Lâm Động lúc này mới lặng lẽ thở dài. Vừa nãy hắn cảm nhận được tinh thần lực của vị Nham Đại Sư vô cùng mạnh. Tuy chỉ lướt qua, nhưng tới trình độ của Lâm Động cũng đã tương đối tốt, cho nên cũng có phát hiện. Tinh thần lực của vị Nham Đại Sư này thật mạnh, sợ rằng đã đạt tới tam ấn hoặc tứ ấn rồi. Trước kia hắn không biết thì không sợ, nhưng mà hiện giờ hắn mới cảm thấy được chỗ cường hãn của vị lão nhân này, thảo nào ngay cả nữ tử kia cũng đối với hắn tôn kính như vậy. Ken! Trong khi Lâm Động đang suy nghĩ, thì trong phòng đấu giá cũng vang lên một tiếng chuông thanh thúy. Sau đó không khí như có lửa, ánh mắt Lâm Động cũng hướng về đài đấu giá, hắn biết đấu giá hội của Vạn Kim Thương Hội sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động được tham dự một trường đấu giá kiểu này, cho nên trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, không biết ở đây sẽ có đồ gì tốt đây. Các bạn đang nghe chuyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 105, Tiêu Kim Quật. Dưới vô số ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, hai vị nữ tử xinh đẹp đi lên đài. Ở trước mặt nàng có một trung niên mặc cẩm bào mập mạp, vẻ mặt tươi cười chắp tay nhìn về khách nhân ở bốn phía. Các vị khách nhân, hoan nghênh đã tham gia hội đấu giá của phòng đấu giá Vạn Kim chúng tôi, mong rằng các vị hôm nay đều được như ý khi trở về. Mập mạp kia cười tủm tỉm nói vài lời khách sáo, khi thấy vẻ mặt những người ở trong này không còn kiên nhẫn, hắn cười cười không nói gì nữa mà bắt đầu nói về chủ đề đấu giá. Các vị, kiện vật phẩm thứ nhất mà hội đấu giá chúng tôi mang ra đấu giá, chính là Thu Lân Kiếm, do Chủ tịch Cung Phụng của Vạn Kim Thương Hội, Tứ Ấn Phù Sư, Nham Huyền Đại Sư làm. Ở phía sau mập mạp, có một thị nữ tay cầm đĩa bạc dâng lên, trên đó có một thanh kiếm dài chừng 2 xích, màu vàng nhạt. Ba quang trong veo, có những phù văn như vảy cá được khắc trên đó, hơn nữa còn có một hơi lạnh bay vào mặt. Danh tiếng của Nham Huyền Đại Sư, ta không giới thiệu thêm với các vị làm gì, bởi nó vốn đã như sấm bên tai. Cái Thu Lân Kiếm này là do Nham Đại Sư tự mình khắc phù văn.
có thể nói là thổi lông đứt đôi, chém sắt như bùn. Cho dù cao thủ có nguyên khí hộ thể cũng khó mà phòng ngự được, nó chính là một lợi khí. Giá của thanh kiếm này là 500 dương nguyên thạch, vị nào có hứng thú xin mời bắt đầu. Nói xong, mập mạp kia cười tủm tỉm chắp tay với mọi người. 500 dương nguyên thạch chính là 50 viên dương nguyên đan. Khi Lâm Động nghe thấy cái giá này thì miệng hơi giật giật một chút, hắn có thể nhận ra thanh thu lân kiếm này đúng là một thanh lợi khí. Nhưng mà hiển nhiên giá trị của nó còn không tới mức này, sở dĩ đắt như vậy là bởi vì có quan hệ tới tên tuổi của người tạo ra nó. Nham Huyền đại sư, chắc chính là vị Nham đại sư này, không nghĩ tới hắn lại là Tư Ấn phù sư, quả nhiên là cao nhân. Ở trong lòng cảm thán giá tiền của thanh kiếm này, miệng của Lâm Động cũng lẩm bẩm. Lúc này trong phòng đấu giá đã có thêm không ít người ra giá tranh đoạt kia thu lân kiếm này. Xem ra vị Nham Huyền đại sư này đúng là có một cái danh hiệu vàng. Đối với cái thu lân kiếm này, Lâm Động không có nhiều hứng thú, hắn không am hiểu sử kiếm, mua cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên hắn vẫn ung dung nhìn cái thanh kiếm được đẩy lên giá 800 dương nguyên thạch, nhưng trong miệng thì không ngừng cảm thán. Kiện vật phẩm thứ nhất này cuối cùng được bán với giá 800 dương nguyên thạch, đối với cái giá tiền này. Mập mạp kia đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn, cười chúc mừng chủ nhân của nó một tiếng, sau đó lại tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai chính là một quyển tam phẩm võ học, do nó không phải là thứ hấp dẫn, cho nên giá cả cũng chỉ là 100 viên dương nguyên thạch. Người tham gia mua ít hơn lần đầu rất nhiều, cuối cùng nó chỉ bán được với giá 150 viên dương nguyên thạch. Trải qua mấy lần đấu giá, trên khuôn mặt Lâm Động cũng mất đi vẻ mới mẻ khi tham dự chương trình này. Hắn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi thứ mình cần xuất hiện. Bầu không khí trong phòng đấu giá luôn duy trì trong tình trạng rất náo nhiệt. Trải qua khoảng 10 lần đấu giá, thứ Lâm Động cần cuối cùng mới xuất hiện. Hư linh thảo, ngũ phẩm linh dược, có tác dụng điều dưỡng tinh thần, giá bán đấu giá 200 dương nguyên thạch. Lời giới thiệu vô cùng đơn giản làm cho Lâm Động đang nhắm mắt phải mở ra, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc đựng linh dược trên đài đấu giá. Loại linh dược này là thứ để tranh giành, với lại linh dược có phẩm chất cao tới ngũ phẩm linh dược Lâm Động chưa từng thấy bao giờ, cho nên khi thứ này đưa ra, có không ít người lập tức ra giá, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, giá của nó đã lên tới 300 dương nguyên thạch. Đối với việc những người kia ra giá, Lâm Động hơi cau mày lại, nhưng hắn không lập tức tham gia, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá của hư linh thảo tiếp tục được dâng cao, nhưng mà tốc độ hiển nhiên là chậm đi nhiều, sau đó chỉ còn hai người đấu giá, mà giá cả đã đột phá 500 dương nguyên thạch, 600 dương nguyên thạch. Thanh âm đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá làm cho mọi người run lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một người đội nón trên đài. Nhưng mà lại thôi ngay, hiển nhiên là không ai để ý nhiều. Cái giá cuối cùng này là của Lâm Động, hắn tăng một nhát thêm 100 dương nguyên thạch làm cho người khác chỉ còn cách phẫn nộ ngồi xuống. Nghe được cái giá của Lâm Động, người ta tưởng hắn là thằng lắm tiền nhiều của, có tiền không biết dùng vào việc gì. Sau khi hắn ra giá, mập mạp kia hỏi lại ba lần xem có ai tiếp tục ra giá nữa không, sau đó cầm cái búa gõ đánh cộp một cái. Hư linh thảo này coi như đã nằm trong túi của Lâm Động. Phù, nhìn thấy mình thuận lợi mua đồ, Lâm Động cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho dù như thế nào thì cuối cùng mình cũng có thu hoạch. Sau khi thuận lợi mua được một gốc ngũ phẩm linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, Lâm Động lại tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc hắn lại tiếp tục dùng 3.500 viên dương nguyên thạch để liên tiếp mua 4 gốc ngũ phẩm linh dược nữa. Thu hoạch hôm nay tương đối nhiều. Đương nhiên, loại thu hoạch này cũng phải bỏ ra một cái giá khá lớn. 5 gốc cây ngũ phẩm linh dược hao tốn của Lâm Động hơn 4.000 viên dương nguyên thạch, tương đương với nó là tròn 400 viên dương nguyên đan. Nếu như không có thành phù tinh luyện giúp hắn thì với 100 viên dương nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên cho, sợ rằng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc đấu giá này diễn ra. Viêm thành này quả nhiên khác so với thanh dương chấn. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã ném ra 400 viên dương nguyên đan, cho dù là Lâm Động cũng có chút đau lòng, đến nơi này hắn mới biết cái gì mới là tiêu kim quật. Giải thích tiêu kim quật nghĩa là động tiêu tiền. Hết giải thích.
Nhưng mà chỉ cần trong vòng 2 tháng tiến vào nhị ấn phù sư, có phải trả công lớn hơn nữa cũng đáng giá. Hôm nay còn dư lại 600 viên dương nguyên đan, xem ra không phải dùng tới nữa rồi. Lâm Động nhẩm tính số dương nguyên đan còn lại, không khỏi chắt lưỡi. Ha ha ha, vật phẩm tiếp theo mang ra bán. Đấu giá chính là một loại tinh cấp tinh thần bí kỹ, nó có lực hấp dẫn không hề nhỏ với phù sư, giá bán đấu giá 1.000 dương nguyên thạch. Ngay khi Lâm Động tính toán thiệt hơn thì trên đài lại vang lên một thanh âm làm cho hắn cứng đờ. Tinh cấp tinh thần bí kỹ, Lâm Động nhẹ nhàng liếm liếm môi, quả nhiên không hổ là đấu giá hội có danh tiếng cực lớn ở Viêm Thành. Không nghĩ tới nơi này cũng có tinh cấp tinh thần bí kỹ đem ra bán đấu giá, thứ này cho dù là cổ ảnh cũng không có. Thế mà bây giờ Lâm Động thiếu nhất chính là phương thức công kích tinh thần lực. 1.100 dương nguyên thạch, 1.200. Nhìn cái giá như lửa cháy tăng dần, ánh mắt Lâm Động hiếp lại. Thật không ngờ ở nơi này lại có người cảm thấy hứng thú với tinh cấp tinh thần bí kỹ. Khi mọi người tranh giành tinh cấp tinh thần bí kỹ, trong một gian phòng khách quý cũng có mấy ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có người bán đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nham đại sư mặc áo xám vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua trường đấu giá, cười nói. Ha ha, nếu như nham sư có hứng thú thì đồng tố sẽ sai người mang xuống. Ở bên cạnh nham đại sư có một thân ảnh mặc quần áo màu đỏ ưu nhã, thản nhiên cười nói. Không cần đâu, tinh cấp tinh thần bí kỹ mặc dù không tệ, nhưng đối với lão phu mà nói, nó không phải là vật cần thiết. Nham đại sư cười lắc đầu. Cũng đúng. Với thực lực hiện giờ của Nham đại sư thì tinh cấp tinh thần bí kỹ cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Nữ tử mỉm cười nói. Nham đại sư cười cười, đang định nói thì a một tiếng, ánh mắt nhìn vào một nơi trong trường đấu giá, nói. Người này đúng là lắm tiền nhiều của, lại bỏ ra cả 2.500 viên dương nguyên thạch để mua tinh cấp tinh thần bí kỹ này. Ta thấy hắn lúc trước mua toàn là linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực. Xem ra người này chắc cũng là một vị phù sư. Nghe vậy, nữ tử mặc quần áo màu xanh ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn xuống đó. Đây chính là vị trí của Lâm Động. Nhưng mà tinh thần lực của người này vì sao lại có chút quen thuộc? Ánh mắt của Nham đại sư nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Hai lông mày đột nhiên nhíu lại. Tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra. Chỉ một hô hấp đã lan tới chỗ Lâm Động. Khi Lâm Động đang vui mừng vì mua được tinh cấp tinh thần bí kỹ thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có cảm giác có một luồng tinh thần lực đang lan tới phát hiện được điều này. Tinh thần lực như một phản xạ có điều kiện từ trong nê hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, sau đó ngăn lại. Nhưng mà khi tinh thần lực của hắn mới tuôn ra thì đã chậm một bước, chắc chắn hình dáng của hắn đã bị người kia do thám được. Lúc Lâm Động nhíu mày thì trong gian phòng khách quý Nham đại sư vốn đang cười thì trở nên khiếp sợ vô cùng, trong hai mắt hắn hiện lên sự thất thố, khiến cho hai cô gái ở bên cạnh cũng kinh ngạc, hóa ra là hắn. Các bạn đang nghe truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 106, Đồng Tố. Nham đại sư, có chuyện gì vậy? Thấy một lão nhân từ trước tới nay luôn bình thản, nay lại thất thố như vậy, nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hóa ra là hắn. Ánh mắt Nham đại sư khiếp sợ nhìn thân ảnh kia, trong lòng như nổi sóng, hóa ra đây chính là thiếu niên mà hắn tặng 3 tầng đầu của thần động thiên. Lần đầu gặp Lâm Động, lão nhân thấy hắn mới có thực lực địa nguyên cảnh, hơn nữa tinh thần lực cũng mới chỉ ở giai đoạn ban đầu, Nham đại sư quý tinh thần thiên phú của hắn. Mới chủ động đem 3 tầng đầu của thần động thiên cho đối phương, nhưng lão không bao giờ ngờ tới, một thiếu niên chưa biết tí gì về tinh thần lực lần trước, bây giờ đã mạnh tới mức này. Lúc trước dò xét, tinh thần lực của lão đã tiếp xúc với tinh thần lực của Lâm Động, chỉ trong một thoáng qua như vậy. Lão đã cảm nhận được rằng, tinh thần lực của người này tương đối mạnh mẽ, chắc chắn là đã đả thông nê hoàn cung. Với thực lực của Nham đại sư bây giờ, chớ nói đã thông nê hoàn cung, cho dù là nhất ấn thậm chí nhị ấn phù sư cũng chẳng khiến lão kinh ngạc, nhưng Lâm Động không giống. Mấy tháng trước hắn còn chưa nhập môn tinh thần lực, vậy mà mấy tháng sau,
từ một tay mơ về tinh thần lực, hắn đã chân chính trở thành phù sư. Tốc độ này khiến cho Nham đại sư cảm thấy khiếp sợ. Năm đó để lão đạt tới mức độ này cũng phải mất vài năm, vậy mà Lâm Động lại rút ngắn khoảng thời gian tu luyện này xuống 10 lần. Tinh thần thiên phú bực này đúng là quá đáng sợ. Nham sư quen người này. Cô gái mặc áo xanh ở bên cạnh đột nhiên hỏi, gương mặt xinh đẹp thoáng có chút lãnh đạm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy vị lão nhân này thất thố. Đúng, có quen. Nham đại sư tới tận bây giờ mới phục hồi lại được tinh thần, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá, nhẹ giọng nói, bây giờ hắn đã chính thức là phù sư rồi. À, nghe vậy, thanh y nữ tử hai mày liễu giật giật, sau đó lại trở lại bình thường. Phù sư bình thường thì vạn kim thương hội cũng có nhiều. Người này cũng chỉ mới vừa đả thông nê hoàn cung mà thôi, có khi nhất ấn phù sư còn chưa tới, cho nên không thể đánh lại thiên nguyên cảnh sơ kỳ được. Ha ha, Nham đại sư, vị phù sư này có chỗ nào đặc biệt? Cô gái áo đỏ là một người tinh thế, lập tức nhận ra người có thể làm cho Nham đại sư thất thố đâu phải bình thường, nên lập tức mỉm cười hỏi. Phù sư bình thường đúng là không thể làm cho ta kinh ngạc, nhưng mà tên tiểu tử này mấy tháng trước còn chẳng hiểu phù sư là cái gì. Nham đại sư thản nhiên cười nói, thời gian tu luyện tinh thần lực của hắn cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Nghe thấy lời này, cô gái đồng tố và cô gái mặc áo xanh kia mới chấn động, các nàng tương đối hiểu phù sư là gì, nhưng mà chưa từng nghe nói tới ai có thể trong vòng mấy tháng trực tiếp từ tay mơ bước vào trình độ phù sư. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy tiểu tử này ở kỳ vật lâu, ta muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Nham đại sư cười cười, cái chuyện cự tuyệt lời mời của lão, lão ít khi thấy, cho nên khi nói mấy câu này sắc mặt có chút cổ quái. Đương nhiên, không chỉ sắc mặt hắn cổ quái mà sắc mặt của đồng tố và cô gái áo xanh cũng vậy, trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc. Trong Viêm Thành có không biết bao nhiêu người muốn bái làm môn hạ của Nham đại sư, vậy mà người này lại cự tuyệt, không biết là có chỗ nương tựa hay là ngu ngốc đây. Khi hắn đi, ta đưa cho hắn phương pháp tu luyện ba tầng đầu của thân động thiên. Vốn cho rằng hắn có thiên phú nhưng cũng phải mất chừng một năm thời gian mới có khả năng đả thông nê hoàn cung, nhưng mà bây giờ hắn đã đạt được rồi. Nham đại sư có chút tiếc hận nói, căn cứ theo lời Nham đại sư nói thì người này là một mầm ươm tốt. Đồng tố có chút hứng thú nói, nàng làm việc từ trước tới nay đều chọn lâu dài, nếu như người này thực có thiên phú như lời Nham đại sư nói, vậy thì thành tựu sau này sẽ không thấp, nếu kéo vào vạn kim thương hội thì sẽ là một trợ lực lớn với các nàng. Ai biết được, trên thế giới này thiên tài không ít, có thể thành tài hay không vẫn còn chưa biết, tố gì, chẳng lẽ gì lại định lôi kéo người này. Cô gái áo xanh mâm mê tay áo, để lộ một chút ngạo khí không thể che giấu. Nha đầu này thực là tâm cao khí ngạo, chớ có xem thường người trong thiên hạ, cứ mang loại ý nghĩ này thì kiểu gì cũng thiệt thòi. Đồng tố liếc mắt nhìn cô gái áo xanh một cái, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái vào trán của nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, đồng tố, việc tranh đoạt tiên chỉ hình như chúng ta vẫn còn một suất chống. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá, đột nhiên cười nói. Dạ, vẫn còn chống một suất, vốn định cho Tống Thành nhưng mà nha đầu Chỉ Lam này lại chết cũng không chịu hợp tác với hắn. Đồng tố gật đầu, đôi mắt đẹp chợt lóe lên, nói, ý của Nham đại sư là để cho người này vào suất chống đó. Tố gì, tranh đoạt tiên chỉ là việc rất trọng yếu, gì không thể tìm người một cách tùy tiện đâu. Hơn nữa người này chẳng qua mới chỉ vừa đả thông nê hoàn cung mà thôi, năng lực cũng có hạn. Nghe thấy đồng tố nói vậy, cô gái áo xanh vội vàng nói, vậy ngươi định hợp tác với tiểu tử Tống Thanh kia à? Đồng tố mỉm cười nói, không được, nếu bắt con hợp tác với Tống Thanh kia thì con thà hợp tác với người này còn hơn. Nghe thấy cái tên Tống Thanh, sắc mặt cô gái áo xanh tên là Chỉ Lam kia nhất thời biến đổi, trong mắt hiện lên sự chán ghét không thể che giấu. Ha ha, Chỉ Lam yên tâm, ánh mắt lão phu không kém, thiên phú của tên tiểu tử này có thể đứng đầu. Trong số thanh niên tuấn kiệt mấy năm nay ta nhìn thấy, năng lực của hắn chắc chắn vẫn còn, để cho hắn đi sẽ chắc ăn hơn cho cái tên Tống Thanh kia. Nham đại sư cười nói, nếu Nham đại sư đã nói như vậy, thì có lẽ cũng nên mời hắn một câu.
Nếu như hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội chúng ta trong lần tranh đoạt tiên trì này thì chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Đồng Tố nhẹ nhàng kéo tay Chỉ Lam đang không vui, mỉm cười nói. Đúng, Nham đại sư vuốt ve tròm râu, khẽ gật đầu. Trong phòng đấu giá, từ khi bị đạo tinh thần lực kia phát hiện, Lâm Động có cảm giác không được tự nhiên, ở thêm một lúc nữa không thấy gì khiến hắn phải động tâm, nên đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay khi hắn định đi ra ngoài, thì có một bàn tay vươn ra, một vị trung niên nam tử gầy gò, nhìn hắn cười nói. Vị tiên sinh này, không biết có thể bớt chút thời gian rỗi hay không, quản sự của chúng ta có việc cần gặp. Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt này, Lâm Động nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng. Hắn phát hiện có thêm 10 người khác đang đi tới gần, khí tức của họ không kém, bước chân vững chắc, hiển nhiên đều là hảo thủ. Dẫn đường đi. Lâm Động ánh mắt lóe lên, bình tĩnh gật đầu, căn cứ vào tình hình mà nói thì người muốn gặp hắn chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Một đám hộ vệ mạnh mẽ như thế này thì huyết y môn vẫn còn kém xa, hắn lại nghĩ tới đạo tinh thần lực dò xét hắn lúc trước, nên nghĩ là người muốn gặp không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Động không chống lại, trung niên kia nở một nụ cười hiền lành, sau đó nhanh chóng xoay người dẫn đường. Lâm Động đuổi kịp hắn đi qua một cái hành lang, sau đó tiến vào một gian phòng xa hoa, ngay sau đó hắn nhìn thấy một lão giả áo xám đang mỉm cười. Ha ha, vị tiểu hữu này, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Động đi vào phòng, Nham đại sư mỉm cười, nói, quả nhiên đã bị nhận ra. Nghe vậy, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, gỡ nón trên đầu xuống, chắp tay trịnh trọng ôm quyền, nói, tiểu tử Lâm Động, tham kiến đại sư. Hì hì, quả nhiên là thiếu niên lang, trẻ tuổi thế này mà đã đạt tới phù sư, tiền đồ sau này đúng là không thể đoán trước. Trong phòng, cô gái áo đỏ hiếu kỳ đánh giá Lâm Động một chút, chợt thản nhiên cười nói. Ở bên cạnh nàng, Chỉ Lam cũng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Lâm Động, sau đó lại uể oải thu mắt trở về. Không biết ba vị gọi tiểu tử tới chỗ này là có việc gì. Lâm Động biết ba người trước mặt chắc chắn có thân phận không thấp ở Viêm Thành, cho nên lập tức nói thẳng vào vấn đề. Lâm Động tiểu hữu, ba tầng đầu của thần động thiên lúc trước ta cho ngươi, ngươi đã tu luyện thành công chưa? Nham đại sư lại cười nói, dạ, rồi. Lâm Động gãi gãi đầu, ba tầng đầu của thần động thiên hắn đã tu luyện thành công. Vị này là quản sự của phòng đấu giá Vạn Kim, ngươi có thể gọi nàng là Tố Tổng Quản, toàn bộ phòng đấu giá này đều do nàng quản lý, vị này chính là Thiên Kim của hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Chỉ Lam. Nham đại sư giới thiệu cho Lâm Động biết hai cô gái bên cạnh. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không quá mức chấn động, bởi vì một là đã đoán được đối phương có thân phận không tầm thường, hai là hắn chẳng có chút quan hệ gì với hai người này. Cho nên chỉ liếc mắt nhìn hai nàng một cái, sau đó lại nhìn vào Nham đại sư, hắn biết những người này gọi mình tới không chỉ để giới thiệu. Đối với cái nhìn bình tĩnh của Lâm Động, Đồng Tố chỉ thản nhiên cười, phong tình động lòng người, mà cô gái áo xanh thì mày liễu hơi nhíu lại. Lần này mời ngươi tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Nham đại sư lại nói vào chủ đề chính, hắn nhìn Lâm Động, cười nói, hiện giờ tiểu hữu đã đả thông Nê Hoàn Cung. Nếu như giúp chúng ta hoàn thành việc này, lão phu có thể trợ ngươi ngưng luyện bản mệnh phù ấn. Nghe thấy Nham đại sư nói thế, sắc mặt của Lâm Động nhất thời có chút cổ quái, chần chừ một chút, lựa chọn ngôn từ, nhẹ giọng nói. Nham đại sư, mặc dù tiểu tử không biết người nhờ làm chuyện gì, nhưng mà bản mệnh phù ấn, tiểu tử đã ngưng luyện thành công rồi. Trong phòng, thanh âm của thiếu niên chỉ vang lên một cách nhẹ nhàng, nhưng mà nụ cười của Nham đại sư và hai cô gái ở bên cạnh trở nên cứng đờ. Các bạn đang nghe chuyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 107, Đan Tiên Trì. Người đã ngưng luyện được bản mệnh phủ ấn. Trong gian phòng yên tĩnh, Nham đại sư thất thanh thốt lên, trên khuôn mặt hiện lên sự không thể nào tin tưởng. Đả thông Nê Hoàn Cung là việc tất yếu phải làm khi tu luyện tinh thần lực, mà ngưng luyện bản mệnh phù ấn là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu. Mặc dù vị Nham đại sư này cực kỳ thỏa mãn với tinh thần thiên phú của Lâm Động,
nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà Lâm Động vừa đã thông được Nê Hoàn Cung, lại còn ngưng luyện bản mệnh phù ấn. Các loại chuyện kinh dị lão nhân này cũng trải qua không ít, nhưng mà chuyện này đã khiến lão đánh mất phong độ ung dung tự tại vốn có của mình. Bên trong gian phòng, Tố Tổng Quản cùng với Hạ Chỉ Lam cũng khiếp sợ, cho dù Hạ Chỉ Lam tâm cao khí ngạo cũng dùng ánh mắt khác xưa đánh giá Lâm Động. Nếu như thực sự bước chân vào nhất ấn phù sư thì đúng là có thực lực để chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh, cộng thêm với tinh thần thiên phú của hắn, Hạ Chỉ Lam cảm thấy người này thực là khủng bố. Ha ha, Nham đại sư, xem ra ánh mắt của ngài đúng là cực chuẩn. Bộ ngực đầy ắp của Đồng Tố phập phồng, giống như là gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh dị. Một lát sau nàng mới dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chăm chăm vào Lâm Động, thản nhiên cười nói. Ngươi đã cô đọng được bản mệnh phù ấn. Nham đại sư vẫn không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nói. Tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ, ngẫu nhiên có được phương pháp ngưng luyện phù ấn. Lâm Động nhẹ giọng nói, tinh thần hắn rung lên, một viên phù ấn sáng bóng được ngưng tụ ở trước mặt. Hắn không sợ người khác nhận ra bản mệnh linh phù, dù sao bản mệnh linh phù chỉ cần không biến hình thì không ai có thể nhận ra. Quả nhiên là bản mệnh phù ấn. Khi nhìn thấy một viên phù ấn kia, vẻ hoài nghi trong mắt Nham đại sư và hai cô gái mới hoàn toàn biến mất. Đúng là vẫn đánh giá thấp tiểu tử này. Tu luyện tinh thần lực chưa tới một năm đã đạt tới nhất ấn phù sư. Tinh thần thiên phú bực này có thể nói là đứng đầu trong số những người mà lão phu từng gặp. Nham đại sư vuốt vuốt tròm râu, tự đáy lòng thở dài nói. Nham đại sư quá khen. Tiểu tử chỉ may mắn mà thôi. Lâm Động cười cười, thu hồi bản mệnh phù ấn. Ha ha, Đồng Tố, các ngươi còn hoài nghi gì về thực lực của tiểu gia hỏa này không? Với thực lực nhất ấn phù sư của hắn cũng chẳng kém Tống Thanh bao nhiêu. Nham đại sư nhìn về phía hai cô gái ở sau, cười nói. Không có hoài nghi gì cả. Lúc này đây, không chỉ cô gái mặc áo đỏ không có ý kiến mà cô gái áo xanh cao ngạo cũng chấp nhận. Nham đại sư, không biết các người tìm tiểu tử là có chuyện gì vậy? Thực lực của ta thấp, sợ rằng không giúp được chuyện gì quá lớn. Lâm Động đảo mắt một vòng, mặt không đổi sắc nói hì hì. Tiểu tử kia, quá khiêm tốn cũng không tốt đâu nha. Một làn gió thơm đập vào mặt, Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt đang đi tới. Dung mạo của vị Tố Tổng Quản này thực là động lòng người. Chí ít đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Động nhìn thấy trong mấy năm nay. Cộng thêm sự trưởng thành của nàng đúng là khiến cho người khác phải siêu lòng. Lâm Động chỉ dám nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhìn xuống dưới. Không biết người đã nghe nói tới đan tiên chỉ hay chưa? Đồng Tố nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, mỉm cười nói. Vẫn chưa. Lâm Động lắc đầu. Thấy thế, Đồng Tố có chút buồn cười, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Đan tiên chỉ này là một loại thiên địa kỳ vật hiếm thấy. Trong đan tiên trì này ẩn chứa âm dương nhị khí cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể hấp thu năng lượng trong đó thì sẽ rất nhanh tiến vào nguyên đan cảnh. Hơn nữa sau khi ngưng tụ thành nguyên đan, phẩm chất ít nhất cũng là 6 sao. À, Lâm Động trong lòng kinh ngạc, không ngờ trong thiên địa vẫn còn kỳ vật như vậy. Việc tiến vào nguyên đan cảnh đúng là khiến cho người khác đỏ mắt. Trong một thâm sơn ở phía đông Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội chúng ta phát hiện ra một cái đan tiên trì, nhưng mà khi đó lại có cả người của Huyết Lang Bang. Nói tới Huyết Lang Bang, nụ cười trên mặt nàng không còn được tươi như trước, hiển nhiên đôi bên có ân oán với nhau không nhỏ. Đan tiên trì có hiệu quả không lớn đối với cường giả đã kết thành nguyên đan, nhưng đối với tiểu bối thiên nguyên cảnh mà nói, nó có thể gọi là thần vật, cho nên hai bên đều rất coi trọng. Đan tiên trì này, Lâm Động yên lặng gật đầu. Nếu như đan tiên trì này thật sự có kỳ hiệu như vậy, nhân mã bên nào hấp thu được năng lượng trong đó, thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị cường giả nguyên đan cảnh. Hơn nữa nguyên đan sau khi ngưng tụ có phẩm chất tương đối cao, sức chiến đấu vượt xa cường giả nguyên đan bình thường, bởi vậy cho dù là ba thế lực đứng đầu Viêm Thành ai cũng muốn có được nó. Đan tiên trì tuy có hiệu quả rất tốt, nhưng năng lượng lại không đủ cho đôi bên đồng thời hấp thu. Vì thế Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đã giao thủ, cuối cùng nhượng bộ, bởi vậy mới có cuộc tranh đoạt tiên trì.
Cuộc tranh đoạt tiên trì này thực chất chỉ là một cuộc tỉ võ trong đám tiểu bối của đôi bên mà thôi. Mỗi bên đưa ra 3 người chỉ trong đám người tiểu bối trẻ tuổi, tiến hành giao thủ. Đồng Tố khẽ cười nói, các ngươi cho ta một suất, là muốn ta giúp các ngươi tranh đoạt đan tiên trì. Lâm Động nhíu mày, lắc đầu nói, Vạn Kim Thương Hội thế lực khổng lồ, việc tìm một người mạnh hơn ta là một chuyện vô cùng dễ dàng, ta thấy nên thôi đi. Ngươi cũng quá khiêm nhường đó thôi, thực lực của ngươi cho dù ở Viêm Thành cũng có tư cách để kiêu ngạo. Vốn chúng ta đã xác định xong rồi, chẳng qua là có một người trong đó chỉ Lam rất là không thích, cho nên phải thay đổi một chút. Đồng Tố có thể quản lý phòng đấu giá lớn như thế này, đương nhiên là hiểu tâm tư của người khác. Khi nghe thấy câu nói của Lâm Động, nàng đã hiểu thiếu niên trước mặt này muốn gì, nên lập tức mỉm cười, nói, ngươi cần thù lao gì cứ việc nói ra đi. Nhất ấn phù sư có thể tương đương với thiên nguyên cảnh trung kỳ, trong đám tiểu bối có thực lực như thế này đã là rất tốt rồi, nàng không muốn bỏ qua một người như vậy. Nghe tới hai chữ thù lao, Lâm Động hai mắt híp lại, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, cũng được, chỉ cần cho ta vào trong đan tiên trì là được rồi. Loại đan tiên trì này là thiên địa kỳ vật, công hiệu của nó khiến cho Lâm Động động tâm. Người đúng là có công phu sư tử ngoạn, đan tiên trì năng lượng có hạn, đâu phải ai muốn vào là vào. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh nhất thời nhịn không được lạnh lùng nói. Hơn nữa lần này ngươi chẳng qua chỉ là người bổ sung mà thôi. 3 trận thắng 2 có khi ngươi không cần phải xuất chiến, đâu thể nào cho ngươi vào đan tiên trì được. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Hạ Chỉ Lam một cái, sau đó nhìn về phía Đồng Tố đang nhíu mày, nói. Nếu như ta không phải xuất thủ, ta sẽ không nhận bất cứ thù lao gì, nhưng nếu như 2 trận đầu các người không thắng thì sao? Hạ Chỉ Lam bị chẹn họng, có chút á khẩu không trả lời được. Người của Huyết Lang Bang nếu như dễ đối phó như vậy, Vạn Kim Thương Hội bọn họ đâu phải cực khổ tìm người. Đan tiên trì năng lượng có hạn, nhưng mà nếu như ngươi thể hiện tốt trong cuộc tranh đoạt tiên trì, yêu cầu của ngươi không phải là không. Thề, Đồng Tố trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, Tố Di. Nhận ra ý của Đồng Tố, Hạ Chỉ Lam vội vã kêu lên. Nhưng mà khi thấy Đồng Tố trợn mắt, nàng đành ngậm miệng lại. Nghe vậy, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười. Hắn nhận ra thực lực của Hạ Chỉ Lam này là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cho nên đoán đám người của Huyết Lang Bang chắc cũng chẳng khác là mấy. Hắn đã từng đánh chết Cổ Ảnh, thì loại đối thủ này chẳng khó khăn gì. Ha ha, cái tên tiểu tử này lại có thể làm cho Đồng Tố nhượng bộ, quả nhiên là hiếm thấy. Nhìn thấy cuộc trả giá đã kết thúc, Nham Đại Sư cũng nhịn không được lắc đầu, cười nói. Lâm Động cười gượng một tiếng, đây chính là một kỳ ngộ, nếu như không tóm vào trong tay thì thực là có lỗi với trời đất. Ở bên cạnh, Hạ Chỉ Lam liếc mắt nhìn Lâm Động, hiển nhiên là không nghĩ tới cái tên gia hỏa tương đối thuận mắt lại xảo quyệt tới như vậy. Không biết tỉ thí khi nào bắt đầu, Lâm Động cũng để ý tới ánh mắt của nàng, nhìn về phía Đồng Tố, nói. 3 ngày sau, Đồng Tố mỉm cười nói, nếu như ngươi thích thì trong khoảng thời gian này có thể ở lại trong Vạn Kim Thương Hội, ngươi có nhu cầu gì chỉ cần nói ra là được. Không cần, 3 ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi. Lâm Động lắc đầu, hắn có bí mật trong mình, Vạn Kim Thương Hội nhiều người phức tạp, vạn nhất bại lộ thì vô cùng không ổn. Hắn muốn tranh thủ thời gian này tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ vừa có được. Tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật. Nói xong điều này, Lâm Động nói vài câu với Đồng Tố, sau đó chủ động cáo từ rời đi. Tố Di, dì thực sự đáp ứng cho tiểu tử này tiến nhập đan tiên trì. Năng lượng trong đan tiên trì đâu có đủ cho nhiều người hấp thu. Nhìn thấy Lâm Động đi xa, Hạ Chỉ Lam vẫn còn có chút bực tức nói. Ha ha, vẫn là câu nói cũ, hắn bỏ ra cống hiến khiến ta vừa lòng. Thì sao lại không thưởng cho hắn thứ vừa ý? Đồng Tố cười nhạt, nói. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam cũng chỉ còn cách cắn môi, hừ nhẹ nói. Cũng tốt, đến lúc đó con sẽ làm cho hắn hiểu, hắn chỉ tới trợ trận mà thôi. Hừ, người này còn tưởng mình là nhân vật chính cơ chứ. Ở bên cạnh, nghe thấy nàng nói như vậy, Đồng Tố không khỏi thản nhiên cười. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phương hướng Lâm Động biến mất, trong lòng thì nghĩ. Có lẽ tiểu tử này có bản lĩnh thực sự. Là ngựa hay lừa,
sau này tự nhiên sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 108, Tiêm Loa 3. Lâm Động ra khỏi phòng đấu giá Vạn Kim, nhưng vì cẩn thận, hắn không lập tức trở về khách điếm, mà đi lang thang trong thành một lúc lâu, rồi mới trở về khách điếm. Trở lại khách điếm, Lâm Động ăn qua loa một chút cho no bụng, sau đó dặn tiểu nhị là cho dù có chuyện gì cũng không được làm phiền hắn, rồi đóng chặt cửa phòng. Vừa vào trong phòng, Lâm Động đã khẩn trương lấy 5 hộp ngọc từ trong càn khôn đại ra ngoài, hắn mở nắp nộp, một mùi thơm theo đó tán phát ra ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt chuyển động xung quanh, ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn những tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua được ở Thanh Dương Trấn rất nhiều lần. Lâm Động tươi cười nhìn thu hoạch hôm nay, Viêm Thành đúng là hơn xa so với Thanh Dương Trấn, ở nơi này thứ gì cũng có, nhưng mà cái giá của nó cũng không hề rẻ. Tay phải của Lâm Động đưa ra, những ánh sáng kỳ dị kia lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn, linh dược nhanh chóng bị hòa tan, sau chừng 10 phút đồng hồ nó hóa thành 5 viên đan dược hình tròn. Không hổ là ngũ phẩm linh dược, ngay cả thạch phù cũng phải mất thời gian rất lâu mới tinh luyện được. Nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, Lâm Động nhẹ giọng nói một câu, trước kia lúc thạch phù tinh luyện linh dược thì hoàn thành trong một thời gian cực ngắn, vậy mà bây giờ phải cần tới hơn chục phút. Sau khi tinh luyện thành công một gốc ngũ phẩm linh dược, Lâm Động đem nốt 4 gốc còn lại tinh luyện, tổng cộng được 24 viên đan dược. Nhìn số đan dược trong ngọc bình, Lâm Động cũng thỏa mãn gật đầu, trải qua thạch phù tinh luyện, những ngũ phẩm linh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối hoàn mỹ. Để xem hiệu quả của đan dược thế nào, Lâm Động liếm liếm miệng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến nhập vào trong không gian thạch phù. Cối xoay tinh thần vẫn chậm rãi xoay tròn, ở nơi giao nhau của hai cái cối xoay, Lâm Động vẫn ngồi đó, tiếp tục chịu đựng những vòng tuần hoàn bị nghiền nát. Khi vòng tuần hoàn này duy trì tới lần thứ 10, Lâm Động mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt dị thường, cái cảm giác suy yếu mê muội không ngừng tán phát. Đau đớn như kim châm, làm cho thân hình Lâm Động co quắp lại, hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Lấy một viên đan dược vừa mới được thạch phù tinh luyện ra, Lâm Động nhét vào miệng, tiếp tục nhắm mắt, một cỗ dược lực êm dịu lập tức khuếch tán ra khắp cơ thể. Hơi lạnh êm dịu lập tức tán phát ra khắp kinh mạch, giống như một làn hơi nước, lao vào trong Nê Hoàn Cung. Khi đám khí lạnh này lao vào trong Nê Hoàn Cung, cảm giác suy yếu trong đầu nhanh chóng tiêu tán trải qua khoảng hơn một giờ đồng hồ. Khi dược lực hoàn toàn được hấp thu vào trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động mới mở hai mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khó che giấu. Hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Tu luyện trong cối xay tinh thần, lại có đan dược này phụ trợ, vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng. Bản mệnh phù ấn trong Nê Hoàn Cung đã trở nên thực chất hơn một chút. Phù. Lâm Động vui mừng hít sâu một hơi, trước kia khi không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể ở trong cối xay tinh thần khoảng 10 vòng, muốn tiếp tục thì phải đợi hôm sau. Nhưng hiện tại, có đan dược do ngũ phẩm linh dược hỗ trợ, Lâm Động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần. Tiếp tục cảm nhận được bản thân đã khôi phục tương đối nhiều, Lâm Động phấn chấn tinh thần, ánh mắt như lửa quát khẽ một tiếng, tiếp tục tiến vào trong thạch phù không gian. Khoảng nửa giờ tiếp theo, Lâm Động liên tiếp chịu đựng 30 nghiền nát, sau đó lại phục hồi. Thấy cách thức tu luyện như vậy, ngay cả con tiểu điêu kia cũng phải trợn mắt há mồm, lẩm bẩm là người điên. Trải qua 30 vòng, Lâm Động hoàn toàn mệt mỏi, sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm đi, hắn biết bây giờ đã đạt tới cực hạn, nếu như tiếp tục tu luyện chỉ có hại cho bản thân. Đến lúc này Lâm Động mới dừng trạng thái tu luyện điên cuồng của mình, xem ra hiện giờ hắn chỉ chấp nhận được 30 lần mà thôi. Nhưng dù sao, so với dĩ vãng, hiệu suất đã tăng gấp 3 lần. Kết quả này cũng được cho là tương đối. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở càn khôn đại lấy ra một cái ngọc phiến. Đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà Lâm Động đấu giá được. Trên ngọc phiến có khắc một số phù văn,
Lâm Động quan sát ngọc phiến một vòng, hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối mỏng. Một luồng tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động bay ra, xâm nhập vào bên trong ngọc phiến. Khi tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập vào bên trong, trong ngọc phiến cũng có một số tin tức tự động hiển thị, được Lâm Động tiếp thu. Tiêm Loa Bà, tinh cấp tinh thần bí kỹ. Cái tên của tinh cấp bí kỹ này cũng tương đối cổ quái, nhưng mà sau khi Lâm Động nghiên cứu nó đã hiểu rõ. Tiêm Loa Bà này thực ra chính là một làn sóng xung kích đặc thù, chẳng qua là nó có một tần suất kỳ lạ, cho nên có lực sát thương cực mạnh. Muốn nắm được cái tần suất đặc thù này không phải là chuyện đơn giản. Trong phòng Lâm Động sắc mặt trầm tư, hồi lâu sau, một cỗ tinh thần trùng kích đột nhiên từ trong Nê Hoàn Cung lao ra. Lâm Động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích đó, thay đổi theo tần suất đặc thù của bí kỹ. Khi được tinh thần lực được khống chế theo tần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ thành một cái dùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia không những có hình thể là một cái dùi nhọn, mà trên cái dùi đó còn có một cái rãnh hình xoắn ốc, liếc mắt là nhận ra lực sát thương của nó không kém chút nào. Nhưng nó cũng có một nhược điểm, đó là nhìn nó quá mức hư huyễn, chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi. Đương nhiên Lâm Động cũng chỉ mới tập Tiêm Loa Bà mà thôi, có thể làm được điều này đã là tốt rồi. Sau khi tập luyện thuần thục thì có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Trong phòng, Lâm Động cảm thấy vô cùng hứng thú với tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Bà này. Hắn tiếp tục ngưng tụ, sau đó khống chế theo một tần suất đặc thù. Trong quá trình tập luyện, hình thể của Tiêm Loa Bà chậm rãi trở nên thực chất hơn trong 3 ngày tiếp theo. Lâm Động không hề ra ngoài, tất cả thời gian hắn đều dùng để rèn luyện tinh thần lực cùng với tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Bà. Trong 3 ngày này, Lâm Động tu luyện với một mức độ điên cuồng. 25 viên đan dược chân quý hắn đã sử dụng hết 1/3, thành quả tu luyện được cũng tương đối làm hắn vừa lòng. Hiện giờ bản mệnh phù ấn trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động đã tương đối thực chất. Trong phù ấn, Lâm Động có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa, ở giữa của cái bản mệnh phù ấn kia có một cái khe nhỏ tương đối mơ hồ, nó không phải là một vết thương, mà là tiêu chí việc nhất ấn phù sư đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như cái khe này nứt ra, bản mệnh phù ấn phân thành hai, thì đó chính là lúc tiến vào nhị ấn phù sư. Về phần Tiêm Loa Bà, Lâm Động cũng đã sử dụng thuần thục hơn trước một ít, tuy rằng không thử nghiệm uy lực của nó, nhưng mà nhất định nó sẽ mạnh hơn Hóa Thần Châm không ít. Lâm Động lại có thêm một sát chiêu chưa lật. Đến sáng thứ tư, Lâm Động chậm rãi mở mắt, một quang mang chói mắt xẹt qua trong đôi mắt của hắn, biến mất vô hình. Cũng nên ra ngoài rồi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống đất. Hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên chỉ. Tuy hắn không biết Vạn Kim Thương Hội có thể thắng Huyết Lang Bang hay không, nhưng hắn lại vô cùng động tâm với thần hiệu của đan tiên chỉ. Nếu như hắn có thể vào trong đó hấp thu âm dương nhị khí, vậy thì thời gian hắn bước vào nguyên đan cảnh sẽ được giảm bớt không ít. Mà chỉ cần hắn có thể bước vào nguyên đan cảnh, cộng thêm với tinh thần lực phụ trợ, Ngụy Thông sẽ không còn uy hiếp, mà bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở Viêm Thành. Trải qua nguy cơ Huyết Y Môn, trong lòng Lâm Động hiểu rõ, trên thế giới này muốn bảo vệ mình cần phải có lực lượng. Mà cũng chính vì như vậy, hắn mới chịu đáp ứng Vạn Kim Thương Hội, bổ sung vào suất còn trống, vì bọn họ tranh đoạt đan tiên trì. Các bạn đang nghe chuyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 109, Tống Thanh. Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội, ta nói là chúng ta đã chọn được người tốt nhất, cho nên lần tranh đoạt tiên trì này, ngươi không cần tham dự. Ở trong một gian đại sảnh của Thương Hội, Hạ Chỉ Lam nhìn một vị thanh niên áo xanh ở bên cạnh, nói một cách nhạt nhẽo. Chỉ Lam, tuy rằng ta biết nàng có thành kiến với ta, nhưng mà tranh đoạt tiên trì hôm nay sắp bắt đầu, trong những người trẻ tuổi ở Viêm Thành này, Tống Thanh ta không coi là đứng đầu, nhưng mà nhân vật tầm thường cũng không thể thay thế được, hiện giờ không nên đùa giỡn như vậy. Bộ dáng của thanh niên áo xanh này có chút âm nhu, bởi vì câu nói của Hạ Chỉ Lam mà sắc mặt trầm xuống. Mặc dù mặt vẫn còn tươi cười nhưng mà mắt lại liếc vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ trước mặt,
trong hai mắt hắn sự dâm ô bắt đầu hiện lên. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ dâm ô của thanh niên áo xanh, nhưng Hạ Chỉ Lam vẫn luôn chán ghét người này. Người này luôn cậy nhà có tiền mà khinh thường người khác. Cho nên từ trước tới nay nàng chẳng có hảo cảm gì với hắn, thậm chí chỉ tiếp xúc cũng khiến nàng buồn nôn. Tống Thanh, chuyện này đã định rồi, ta sẽ đích thân giải thích với phụ thân người sau. Đồng Tố ở bên cạnh cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy nàng mở miệng, khóe mắt Tống Thanh giật giật, hắn cúi đầu nhìn bàn chân đầy đà như ngọc dưới làn váy của Đồng Tố, một cỗ tà hỏa trong tiểu phúc dâng lên. Nhưng mà hắn cũng biết viu vật này vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Do sợ bị phát hiện lên, hắn quay lại nhìn vào hai vị lão giả ngồi ở bên cạnh. Đồng Tố, việc này có phải là hơi nóng vội hay không? Chẳng phải đã thống nhất là Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện một người để thay thế được. Vạn nhất vì người nọ mà thua trận, đan tiên chỉ không thuộc về chúng ta, thì sẽ hơi khó giải thích. Hai lão giả kia đều mặc áo vàng, một người trong đó liếc mắt nhìn Tống Thanh, thả chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Đồng Tố, mở miệng nói. Nếu không hãy để cho Tống Thanh tham gia đi, thực lực của tiểu tử này thế nào chúng ta đều biết rõ cả. Một người khác cũng cười nói. Đồng Tố mỉm cười nói, hai vị quản sự, việc thay đổi người không phải do nguyên nhân riêng tư gì cả, lần tranh đoạt này vô cùng trọng yếu. Tất cả phải lấy phần thắng làm đầu, chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ thắng thì cho dù có người tốt hơn Chỉ Lam, ta cũng sẽ không do dự mà thay thế. Ý của nàng đã rất rõ ràng, việc thay Tống Thanh không phải do nàng có thành kiến với hắn, mà là có sự lựa chọn tốt hơn. Nghe được Đồng Tố nói thế, hai vị lão giả nhíu mày, nhưng bọn họ không tin là như vậy, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cười nói, nếu Tố Tổng Quản đã nói như vậy, chắc là người này có bản lĩnh rất cao. Hai người lão phu lúc này cũng đang rảnh, đành ở nơi này chờ một chút vậy. Chúng ta muốn xem người mà Tố Tổng Quản chọn có chỗ nào tốt hơn so với Tống Thanh. Nhưng mà, Tố Tổng Quản, việc này quan hệ trọng đại. Nếu như người kia không có bản lĩnh thực sự, thì phải chọn người cũ. Vạn Kim Thương Hội chúng ta không muốn vì nguyên nhân này lại bại bởi tay Huyết Lang Bang. Ha ha, ta cũng đang muốn xem. Đến tột cùng là cao nhân phương nào mà có thể làm cho Tố Tổng Quản có đánh giá cao như vậy. Trong mắt Tống Thanh hiện lên sự tự tin, cười cười, lùi lại ngồi xuống cái ghế phía sau. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, Đồng Tố nhíu mi, ưu nhã nâng chung trà lên, sắc mặt bình tĩnh, Hạ Chỉ Lam ngồi ở bên cạnh có chút lo lắng. Bọn người này hiển nhiên là muốn đợi Lâm Động lộ diện, sau đó xuất thủ thử công phu. Nếu Lâm Động biểu hiện kém một chút thì chắc chắn bọn họ sẽ hủy bỏ. Tư Cách, trong lòng có chút lo lắng, nhưng Hạ Chỉ Lam cũng không có biện pháp gì khác. Hai vị lão giả này là lão nhân trong Vạn Kim Thương Hội. Ở trong thương hội cũng có chút danh tiếng, nếu như để bọn họ nắm được nhược điểm, thì hôm nay nàng cũng không có cách nào hủy bỏ tư cách của tên Tống Thanh này được. Ai, chỉ có thể hy vọng rằng tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hạ Chỉ Lam đành ngồi xuống đợi Lâm Động đến. Chẳng bao lâu sau, có một thị vệ vào bẩm báo. Khi Lâm Động đi vào trong phòng khách, Lâm Động cảm thấy bầu không khí ở đây có chút gì đó kỳ quái. Hắn đảo mắt nhìn thấy hai cô gái Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, sau đó nhìn vào ba người ở bên cạnh. Trong ba người, hai người là lão giả, một người khác ước chừng hơn 20 tuổi, mặc áo xanh, diện mục có chút âm nhu. Trong mắt hắn có sự âm lãnh, giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Vừa thấy tình huống này, Lâm Động có cảm giác như sắp có phiền phức. Tố Tổng Quản, đây là lựa chọn tốt hơn của các người hay sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt. Hai vị lão giả kia liếc mắt nhìn Lâm Động, nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Động, hai vị này là quản sự của Vạn Kim Thương Hội, vị này là thiếu gia của Tống Gia Viêm Thành, Tống Thanh. Đồng Tố nhẹ nhàng đưa tay ngọc, mỉm cười giới thiệu, Tống Thanh. Nghe được cái tên này, Lâm Động mới hiểu tại sao người này lại nhìn hắn với ánh mắt bất hiện. Hóa ra đây chính là tên gia hỏa xui xẻo bị hắn thay thế. Tại hạ Tống Thanh, người của Tống Gia Viêm Thành. Vị bằng hữu này rất lạ mặt, dường như không phải là người của Viêm Thành. Tống Thanh đứng dậy, đến gần Lâm Động, chắp tay cười nói. Nụ cười mới xuất hiện trên mặt Tống Thanh,
Lâm Động còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai của Lâm Động. Ta mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, nhưng mà bản thiếu gia có lòng tốt khuyên ngươi một câu, làm việc nên thức thời một chút. Chủ động nói lời từ bỏ với Tố tổng quản đi, ta sẽ cho ngươi thù lao thỏa mãn, nếu không thì hành sự ở Viêm Thành nên cẩn thận một chút. Nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Đồng Tố, nói, Tố tổng quản khi nào chúng ta khởi hành? Nhìn thấy Lâm Động không để ý tới cảnh cáo của hắn, Tống Thanh cũng giật mình ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt hiện lên sự dữ tợn. Tiểu tử, muốn có một suất tham dự tranh đoạt tiên trì của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, không đơn giản như vậy. Một vị lão giả diễu cợt nói, Tố tổng quản, ta biết việc này đối với Vạn Kim Thương Hội rất là quan trọng, cho nên mọi việc đều phải suy nghĩ cho lợi ích của thương hội. Nếu như người này là một nhân tuyển tốt như lời người nói, thì ta sẽ chủ động rút lui. Tống Thanh xoay người, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt lập tức biến mất, hắn nhìn về phía Đồng Tố, cung kính nói, người muốn như thế nào? Hạ Chỉ Lam cau mày nói, ha ha, ai là người? Lựa chọn tốt nhất, không khẩu vô bằng, giao thủ một chút chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao? Một vị lão già khác, uống một ngụm trà nóng, cười nói, ngươi, nghe thấy mấy lão gia hỏa này quả nhiên muốn cho hai người giao thủ, Hạ Chỉ Lam mày liễu dựng thẳng, Đồng Tố ở bên cạnh cũng nhíu mày, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Lâm Động. Lấy thực lực nhất ấn phù sư của Lâm Động, sợ rằng chỉ tương tương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ Tống Thanh mà thôi, nhưng mà nàng còn lo những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Toàn bộ do Tố tổng quản an bài. Thấy đôi mắt đẹp nhìn về phía mình, Lâm Động bình tĩnh nói, đã như vậy thì luận bàn một chút, nhớ kỹ, điểm tới là dừng. Thấy thế, Đồng Tố gật đầu, nói, ngay khi Đồng Tố mới nói xong, một cỗ nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt từ trong cơ thể Tống Thanh tuôn ra dữ dội, hắn tung ra một quyền. Nhanh như tia chớp đấm thẳng vào ngực Lâm Động, hắn làm như vậy là vì không muốn cho đối phương có thời gian phản ứng. Vô sỉ, nhìn thấy Tống Thanh xuất thủ như vậy, sắc mặt Hạ Chỉ Lam lạnh lại. Nhưng mà, đối mặt với đòn tấn công hung mãnh không kịp trở tay của Tống Thanh, khuôn mặt Lâm Động chẳng có gì thay đổi, để mặc cho quyền phong kia lao tới. Bịch! Ngay khi quyền đầu của Tống Thanh chỉ còn cách ngực Lâm Động nửa thước, quyền phong đột nhiên dừng lại, một tiếng vang trầm thấp hiện lên, giống như có một bức tường vô hình, che chắn trước mặt Lâm Động. Tinh thần lực! Cảnh tượng này làm cho Tống Thanh kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội, thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nhận thấy nguyên lực của Tống Thanh ba động một cách mạnh mẽ, Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam cũng bất ngờ, sắc mặt hơi đổi, không ngờ Tống Thanh này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nguyên lực đột nhiên tăng vọt làm cho bức tường vô hình trước mặt Lâm Động vỡ nát, ngay sau đó, hàn mang trong tay áo hắn đột nhiên lóe lên, một chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào yết hầu Lâm Động. Khuôn mặt của Lâm Động vẫn vô tình nhìn Tống Thanh tấn công, hắn không có ý định kéo dài, đột nhiên tiến lên trước một bước. Một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu trong Nê Hoàn Cung tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào, hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự trên thân hình Tống Thanh. Phụt, đối mặt với tinh thần trùng kích vô cùng hung hãn của Lâm Động, nguyên lực phòng ngự bao quanh Tống Thanh chỉ trong chốc lát là tan vỡ. Một cảm giác đau đớn như bị búa tạ nện chúng xuất hiện ở trong đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, thân hình Tống Thanh bay ngược ra sau, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Động xuất thủ giống như chớp xẹt đêm đông, thậm chí có thể nói là hắn chưa từng xuất thủ, bởi vì từ đầu tới cuối, Lâm Động chỉ có tiến lên một bước mà thôi. Chỉ tiến lên một bước, với tinh thần lực mạnh mẽ, trực tiếp đánh bại Tống Thanh. Một trận thắng rất đơn giản, nhìn thiếu niên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, người này coi như có chút bản lĩnh. Các bạn đang nghe chuyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 110, Lên Đường. Kết quả chiến đấu nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhìn Tống Thanh đang chật vật vịn tường,
hai vị lão quản sự của Vạn Kim Thương Hội cũng kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt hai người trở nên khó coi, vừa nãy bọn họ còn nói Tống Thanh đủ khả năng, không ngờ lại có kết quả thế này. Ha ha, hai vị, lựa chọn của ta không tệ chứ? Đồng Tố che miệng cười, lúc này nàng đã hết kinh ngạc, đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động, tinh thần lực của người này nhìn thì giống như nhất ấn phù sư. Nhưng lại mạnh mẽ hơn, không thì làm sao có thể đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ như Tống Thanh được. Hai vị lão quản sự cười gượng một tiếng, chỉ có thể gật đầu, nói, nhãn lực của Tố Tổng Quản đúng là vô cùng tốt, hai người lão phu bội phục. Nhìn thấy hai lão này không còn dây dưa gì nữa, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh thở dài một hơi. Sau đó liếc mắt nhìn Tống Thanh đang chật vật, sắc mặt khẽ biến, cấp tốc quát lớn, Tống Thanh, ngươi làm cái gì đấy? Hạ Chỉ Lam vừa mới quát xong, thì đã thấy Tống Thanh sắc mặt âm trầm. Một lần nữa lao lên, một thanh đoạn kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn, tàn nhẫn đâm tới Lâm Động. Nhìn thấy người này thua rồi còn cố, Lâm Động cũng nhíu mày, đang định xuất thủ thì thấy trước mặt hoa lên một cái, một thân ảnh đầy phong tình xuất hiện. Ngọc thủ nhẹ vẫy, một cỗ nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay Tống Thanh, khiến hắn phải lộn vài vòng mới ngã xuống. Thực lực thật mạnh. Nhìn Đồng Tố xuất hiện ở trước mặt, trong lòng Lâm Động cả kinh, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào bóng hình xinh đẹp động lòng người này. Không nghĩ tới vị Tố Tổng Quản trông thì quyến rũ phong tình, nhưng lại có thực lực không yếu hơn Huyết Y Môn Ngụy Thông. Không hổ là Vạn Kim Thương Hội. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, trong lòng hắn cũng bắt đầu thấy sợ sự mạnh mẽ của ba thế lực đứng đầu Viêm Thành. Tống Thanh, nơi này là Vạn Kim Thương Hội, không phải Tống gia của nhà ngươi. Hôm nay Lâm Động đã là khách nhân của Vạn Kim Thương Hội, mong rằng ngươi có thể tôn trọng một chút. Đồng Tố nhíu mi nhìn Tống Thanh, đối với kẻ âm nhu này nàng lại thêm một phần chán ghét. Ngươi trở về đi, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với phụ thân ngươi. Nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, sắc mặt Tống Thanh lúc trắng lúc xanh, nhưng mà hắn không có can đảm đùa giỡn vị Tố Tổng Quản này. Ánh mắt hắn oán độc liếc ngang nhìn sang Lâm Động, sau đó chật vật rời đi. Hai vị lão quản sự, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Đuổi Tống Thanh đi, ngữ khí của Đồng Tố vẫn chưa được bình thường, nhìn hai vị lão già nói một cách lạnh nhạt. Nghe vậy, hai vị lão già cũng chỉ có thể phẫn nộ. Gật đầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Hừ, hai lão già này chắc chắn đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tống gia, cho nên mới cực lực đề cử Tống Thanh. Nhìn hai vị lão già đi xa, Hạ Chỉ Lam cũng hừ nhẹ nói. Tống gia bề ngoài thì luôn biểu hiện thân cận với Vạn Kim Thương Hội chúng ta, nhưng cũng qua lại không ít với Huyết Lang Bang và Phủ Thành Chủ. Lần này họ muốn Tống Thanh chiếm tiện nghi, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của Đồng Tố đột nhiên nhìn về phía Lâm Động ở bên cạnh, như có thâm ý cười nói, tiểu tử kia, xem ra ngươi đúng là có bản lĩnh che giấu đấy. Tố Tổng Quản quá khen, chút bản lĩnh của tiểu tử đâu có thể so sánh với người. Lâm Động cười gượng một tiếng, nói, đừng có ba hoa với ta, đi thôi, chúng ta lên đường. Đồng Tố trợn mắt một cái, sau đó cũng không nói nhiều, giơ giơ ngọc thủ, quay đầu bước ra ngoài Vạn Kim Thương Hội. Coi như ngươi có chút bản lĩnh, đánh bại được Tống Thanh thì ngươi có tư cách tham gia, nhưng mà đừng để phải mất mặt. Hạ Chỉ Lam đi tới bên cạnh Lâm Động, thản nhiên nói. Lâm Động vuốt tay, từ chối cho ý kiến. Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thắng hai trận đầu, tới lúc đó ngươi không cần phải xuất thủ. Nói như vậy, đan tiên chỉ không có phần của ta, đúng không? Lâm Động cười nói. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Chỉ Lam cũng hiện lên một nụ cười động lòng người, nói rất chính xác. Nói xong, nàng không dừng lại, tiêu sái xoay người, nhanh chóng đuổi theo Đồng Tố ở phía trước. Hy vọng là như vậy, Lâm Động cười cười, sau đó đi theo. Khi Lâm Động bước ra ngoài, ở đại môn của Vạn Kim Thương Hội có hơn 10 tuấn mã xuất hiện, hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang trò chuyện với Hạ Chỉ Lam. Đây chính là người thay thế Tống Thanh, tên là Lâm Động, có chút thực lực, lúc nãy vừa đánh bại Tống Thanh. Khi Lâm Động đi tới, Hạ Chỉ Lam giới thiệu. À, ha ha, thảo nào vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của tên Tống Thanh kia vô cùng khó coi,
Hóa ra là bị Lâm Động huynh đánh bại. Nghe thấy vậy, thanh niên tuấn tú kia cũng có chút kinh ngạc, chợt hướng về phía Lâm Động chắp tay cười nói, bộ dáng của hắn tương đối có thiện ý, tốt hơn Tống Thanh lúc trước không biết bao nhiêu lần. Thấy đối phương khách khí, Lâm Động cũng có hảo cảm, ôm quyền đáp lễ lại. Lần tranh đoạt tiên trì này, bên Vạn Kim Thương Hội chúng ta mời tới hai người, đây chính là Liễu Nghị. Thực lực của hắn khá hơn người một chút, theo ta nghĩ, hiện giờ hắn đã có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hạ Chỉ Lam ở một bên chen miệng vào nói. Ha ha, Lâm Động huynh đại đừng nghe Chỉ Lam nói quá. Thấy Hạ Chỉ Lam nói câu này, Liễu Nghị vội vàng cười nói. Lâm Động cười cười, hắn đã sớm nhận ra cô gái này nói năng không khách khí, cho nên cũng không chấp nhận. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, lên đường thôi. Đồng Tố đứng ở bên cạnh, xoay người nhảy lên một con tuấn mã, sau đó quát nhẹ một tiếng, mang theo đám người. Lao vút ra ngoài Viêm Thành. Đi thôi, Lâm Động huynh, mục tiêu của chúng ta là một tòa thâm sơn phía đông của Viêm Thành, cách đây khoảng một giờ lộ trình. Liễu Nghị quay sang Lâm Động chào hỏi một tiếng, đồng thời cũng phi thân lên ngựa, nhanh chóng đuổi kịp đại đội nhân mã ở phía trước, sau đó Lâm Động cũng nhanh chóng bám theo. Mục tiêu của đám người Lâm Động lần này là một địa điểm trong một ngọn thâm sơn ở phía đông Viêm Thành, do vấn đề đan tiên trì thuộc về ai giải quyết một cách khó khăn. Cho nên Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đều phái không ít nhân thủ chấn giữ nơi này, cẩn thận giám thị lẫn nhau, không ai chịu ai. Cho nên, địa điểm tranh đoạt tiên trì lần này cũng được lập ngay ở bên cạnh đan tiên trì, sau khi phân thắng bại là có thể trực tiếp nhận thành quả. Một canh giờ chớp mắt đã qua, đại đội nhân mã đã di chuyển chậm lại. Lâm Động nhìn về phía ngọn thâm sơn trước mặt, thỉnh thoảng hắn nghe thấy những tiếng thú giống trầm thấp. Chỗ này kiểu gì chẳng có yêu thú qua lại, đám người Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội đúng là có can đảm khi đóng quân ở đây. Đi thôi, lên núi, mỗi người đều phải cẩn thận, tuy rằng yêu thú đã bị xua đuổi, nhưng mà không tránh khỏi cá lọt lưới. Đồng Tố xoay người xuống ngựa, không nói thêm gì lao vào trong thâm sơn, mọi người cũng theo đó mà tiến lên. Lâm Động đi trong nhóm đầu của đội ngũ, hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, hắn có thể nhận ra trong núi này có không ít yêu thú. Đội ngũ này thực lực không kém, nhưng bị tập kích bất ngờ thì kiểu gì cũng có phiền phức, tốt hơn hết là cẩn thận một chút. May mắn là chuyện Lâm Động lo lắng không xảy ra, ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau đó, rừng rậm tùm trở nên quang đãng hơn, tầm nhìn trước mặt được mở rộng, bọn họ đã thuận lợi đến đỉnh núi. Đám người Lâm Động vừa xuất hiện trên đỉnh núi thì tiếng kéo kẹt cũng vang lên. Lâm Động còn chưa kịp lùi lại thì một tiếng quát đã truyền tới. Lâm Động nhìn về phía đỉnh núi. Hắn nhận ra trên đó có hai phe nhân mã ở hai lập trường khác nhau. Mỗi bên chiếm một mặt của quả núi. Trước mặt có một cái vách núi. Bên dưới là một cái trông như một hồ nước. Một nửa thì bọt khí không ngừng bay lên. Hiển nhiên là nóng tới cực độ. Một nửa thì hàn khí lạnh thấu xương. Hai thuộc tính đối lập với nhau. Chắc đây là đan tiên trì rồi. Lâm Động đảo mắt qua cái hồ trước mặt, nói lầm bầm. Tố tổng quản, các người tới chậm quá đó. Trong lúc Lâm Động đang bị đan tiên trì hấp dẫn, thì có một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hắn đưa mắt nhìn lại thì thấy một người đứng đầu một phe. Người này vóc người khôi ngô, đang đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể đại hán kia không khởi động. Nhưng mà trông hắn lại như một ngọn núi khiến cho người khác không dám có chút khinh thường. Lâm Động nhìn vào vị đại hán kia, hắn dùng mình vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn cảm nhận được một loại uy áp cực mạnh từ trên người này, loại cảm giác này Ngụy Thông cũng không thể bằng. Người này chính là bang chủ Huyết Lang Bang, người ta gọi là Phá Sơn Thủ Nhạc Sơn, hắn là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ở trong Viêm Thành này không mấy người có thể chống lại hắn. Có thể nói hắn chính là cường giả một phương ở Viêm Thành. Ở bên cạnh Lâm Động, Liễu Nghị thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nguyên đan cảnh đại viên mãn chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước chân mà thôi. Nếu như Nhạc Sơn này có thể một bước sổ lồng thì đừng nói là Viêm Thành, cho dù là Thiên Đô Quận cũng là những nhân vật đứng đầu. Ha ha, Nhạc bang chủ cần gì phải vội vàng như vậy? Thấy Nhạc Sơn mở miệng. Ở trong đội ngũ của Vạn Kim Thương Hội cũng có một nam tử mặc cẩm bào bước ra mỉm cười. Hắn là người duy nhất không sợ loại uy áp này,
Đây chính là hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim. Lúc này không cần Liễu Nghị giới thiệu, Lâm Động đã đoán ra người có thể ở trong Viêm Thành nói chuyện một cách không kiêng kỵ với Nhạc Sơn thì chỉ có hội trưởng của Vạn Kim Thương Hạ Vạn Kim cùng với thành chủ Viêm Thành, Thạch Hạo Thiên, hai vị nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nhìn hai thân ảnh kia, trong lòng Lâm Động cũng bừng bừng khí thế, nhóm cường giả này ở Thanh Dương Trấn làm sao có thể gặp được. Nhạc Sơn liếc mắt nhìn Hạ Vạn Kim, sau đó tay vung lên, nói, hãy bớt nói nhảm đi. Nếu như mọi người đã tới vậy thì chúng ta bắt đầu đi, nếu như tiếp tục kéo dài thì năng lượng trong đan tiên trì sẽ bốc hơi hết. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Vũ Động Càn Khôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.